Làm lên cơm cháo gì không? Hello, OP nhiều 20%. Máy OP, ôi chói thế nhỉ? Hello mọi người. Ở nó màn hình thì lại bị tối. Hello mọi người nha. Bị tiếng quạt không nhỉ? Đúng không? Em chào chị Châu Ngọc Gia Hân nhá. Đừng bắn máy chị thích. Tối nhở? Tối nhở. Nó không sáng ấy. Tối quá. Hôm nay em sẽ xả dạ Quảng Châu nhá chị ơi. Săn dạ không đồng này các chị này. Săn dạ đầu tiên em sẽ tặng không đồng cho chị nào may mắn nhất ngày hôm nay nhá, không đồng nhá. Không đồng thì vui lòng chịu phí ship cùng em. Còn một cái dạ cũng toàn là hàng 4-500 rồi mà tặng không đồng cho các chị luôn. Ok chưa ạ? Sao cái tối nhỉ? Các chị có xem đúng không ạ? Có đủ ánh sáng mọi người, hơi tối. Chị thấy hơi tối. Ở ngoài sáng, ở trong cam bị tối lắm. Tối lắm mọi người. Cho đèn đi. Giờ tôi tung mặt nhỉ. Mọi người chờ chút nhá để em chỉnh lại ánh sáng nhá. Chào Mi Hà. Ai hỏi cái gì đấy? Váy mình mặc hết từ lâu rồi, váy này bán từ hè rồi cả nhà ơi. Váy này bán từ hè. Em ơi, chuyển nó xem nào. Mọi người chia sẻ like stream của em này. Tối thiểu có 10 nhóm nhá các chị nhá. Xe tối thiểu có 10 nhóm để nhận áo dạ không đồng. Xe tối thiểu 10 nhóm để nhận áo dạ không đồng này. Chơi đoán series tờ tiền nhá mọi người nhá. Cứ tối tối nhở, càng tối đúng không? Thì thấy không? Càng tối đúng không? Chị thấy tối lắm ấy. Trong ngày tối. Hay do chị sáng rồi đấy. Nhưng mà em xem trong này có bị tối không? Chị thấy cái tối tối, sợ màu ở dạ nó không lên chuẩn. Đây, rồi ok. Mọi người ơi, xem 10 nhóm nhận áo dạ không đồng nhá. Hôm nay em xả dạ Quảng Châu. Hôm nay xả áo dạ Quảng Châu này. Hôm nay ai mà không xem, ai mà không dinh được một em thì quá là phí luôn. Quá là phí luôn nhá các chị nhá. Chia sẻ live stream tối thiểu vào 10 hội nhóm giùm em. Xem sạc pin của bà không đang quay sụt 20%. Hơi tối chị ơi, thấy chưa? Da mặt cứ vàng vàng. Tinh quá. Mọi người chia sẻ giùm em này. View cho em lên 100. View lên 200 người. Bắt đầu em sẽ chơi nhá. View lên 200 người. Bắt đầu sẽ chơi tặng áo dạ không đồng nhá mọi người nhá. Tặng một cái áo dạ. Em ơi tìm cho chị một cái áo dạ chị mặc tặng ấy. Thì nó chị một cái áo dạ để chị mặc. Tặng nhá, áo dạ tặng nhá. Em sẽ tặng mọi người một chiếc áo dạ không đồng, ok không ạ? View lên 200 cho em đi ạ. Chị Nguyễn Minh Phương ơi, có dạ lông nhá chị nhá. Ở đây chị mặc. Tặng này luôn. Con dạ này. Em sẽ tặng con dạ này. Dạ màu xanh than nhá mọi người. À dạ màu xanh rêu quên. Tóc là ướt không buộc. Tặng con áo dạ này giá không đồng này. Tặng con áo dạ như em đang mặc nhá. Tặng không đồng cho chị nào may mắn nhá. Màu xanh. Tặng con áo dạ này cho chị nào may mắn nhá mọi người nhá. Cho chị mượn tờ tiền em mở ví chị. Lấy đường trùng tờ chiều nay. Thì ra trùng gì. Bây giờ chị lấy tờ 200 ấy, tờ 500 chiều ấy chơi mấy tờ. Hello, cả nhà chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em xem nào. Thể lệ chơi đó là tối thiểu là mọi người xe vào 10 nhóm. Xe vào 10 nhóm chỉ đoán 5, đoán 5 lần thôi nhá. Xe vào 10 nhóm chỉ đoán 5, đoán 5, 5, 5 lần thôi ạ. Xe vào 10 nhóm, số này hơi dễ đoán ấy. Em ơi, đổi tờ khác đi. Tờ này dễ đoán lắm. Chị ơi, sục nhà em hiện đang hết hàng nhá. Mấy hôm nữa về thì em mới quay được này.
Hello chị My Hà. Rồi ok mọi người ơi, những ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ cho em này. Những ai đã chia sẻ thì comment là đã chia sẻ. Em tặng con áo dạ em đang mặc với giá 0 đồng nhá. Tặng con màu xanh rêu. Màu xanh rêu này thì ai mặc cũng hợp luôn. Đấy tờ đấy cũng được. Rồi ok. Các chị ơi chia sẻ cho em nào. Ok đã đủ người chưa ạ? Được 206 luôn nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nào các chị ơi. Chia sẻ mạnh tay lên nhá. Thể lệ chơi là chia sẻ ít nhất tối thiểu vào 10 nhóm. Khi chia sẻ vào 10 nhóm thì được đoán 5 lần nhá mọi người nhá. Chia sẻ vào 10 nhóm thì sẽ được đoán 5 lần. Sẽ được đoán 5 lần này. Mặc áo xanh lấy tờ 100 đồng bộ đấy. Có cái gì nó có dính vào chân. Rồi ok mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay lên cho em nào các chị ơi. Thế sao cứ để view nó tụt thế nhở? Lúc lên lúc xuống buồn quá. Rồi ok nhá. Bắt đầu này, bắt đầu chị em mình sẽ chơi game ngày hôm nay. Bắt đầu sẽ chơi game ngày hôm nay nhá. Bắt đầu sẽ chơi game ngày hôm nay đó là đoán hai số cuối của tờ tiền. Chị nào đoán đúng hai số cuối của tờ tiền trên tay em. Đơn của chị gửi từ hôm chủ nhật tới giờ chưa nhận được Nguyễn Hằng. Nốt vào đi em. Ok chưa? Trên tay em là một tờ tiền này. Chị nào đoán trúng số series trên tờ tiền em đang cầm, hai số cuối thôi nha. Em sẽ tặng chiếc áo như em đang mặc. Ok không ạ? Chiếc dạ nguyên tăng mác luôn. Hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Hàng Quảng Châu này các chị này. Ok chưa? Nào chia sẻ mạnh tay lên cho em đi các chị ơi. Và bắt đầu mọi người bắt đầu đoán đi ạ. Những ai đã chia sẻ đủ 10 nhóm thì đoán nhanh nhá. Đoán nhanh cho em này, hôm nay em xả cực kỳ rẻ luôn. Mà hôm nay em cũng không có thời gian để quay nhiều. Nên là tặng nhanh mọi người, đây là giữ lời hứa đấy. Live stream nào cũng tặng nhá. Ok chưa ạ? Nào bắt đầu mọi người đoán đi ạ, sao cứ comment có thấy em không thế? Nào comment đoán số đi các chị ơi. Và đừng quên là phải chia sẻ live stream vào 10 nhóm nhá. Chia sẻ live stream vào 10 nhóm. 10 nhóm dùm em này, 10 nhóm nhá. Đừng quên là chia sẻ ở chế độ công khai, đừng xóa bất kỳ lượt chia sẻ nào. Bởi vì khi các chị chúng bên em kiểm tra mà không đủ bên em sẽ không tính nha. Ok chưa? Chị Thanh Tuyền 72 sai. Chị Thanh Tuyền 92 sai chứ em nhầm. Chị Hoàng Huế số 10 sai. Chị Mai Mít 52 sai. Ok em sẽ cho gợi ý này. Đây là một con số lớn hơn 50 ok không ạ? Lớn hơn 50 nhá. Đoán hai số cuối của tờ tiền. Và là một số lớn hơn 50 ạ. Đây là một con số lớn hơn 50 nhá cả nhà nhá. Lớn hơn 50 đấy, nhưng chị đoán 30, 38, 42 thì đừng đoán nữa, những số đấy không đúng đâu ạ. Lớn hơn 50 cho em này. Và đừng quên là thể lệ là phải chia sẻ live stream vào 10 nhóm. Nếu không chia sẻ đủ 10 nhóm em sẽ không tính nhá các chị nhá. Nếu không chia sẻ vào 10 nhóm thì em sẽ không tính đâu ạ. Nào mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Chị Thanh Tuyền 95, 96 đều sai nhá. Đừng quên là chia sẻ 10 nhóm được đoán 5 lần. Thế nên những ai đoán nhiều hơn thì vui lòng chia sẻ nhiều hơn dùm em. Bởi vì nếu khi kiểm tra không đủ lượt chia sẻ, đoán quá số lượt em cũng sẽ không tính đâu ạ, sẽ bỏ qua luôn đấy ạ. Sẽ bỏ qua luôn nhé cả nhà nhá. Nào mọi người tiếp tục chia sẻ cho em đi ạ. Chị Bơ Đậu ơi 81 sai này. Hoàng Diệu Linh 84 sai. Phạm Diễm 57 sai. Thanh Tuyền 66 sai. Hải Anh Xấu Xí 75 sai. Chị Đặng Thị Duyên Hải 54 sai. Chị Hường Thương 75 sai này. Các chị ơi nhanh tay comment này. Chị Mai Mít 87 sai. Thu Thủy Nguyễn 54, 55 đều sai chị nhá. Chị Thanh Tuyền đoán 80 sai. Chị Thơ Hoa 71 sai này. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Lên 250 người em sẽ cho tiếp gợi ý nhá. Lên 250 người em sẽ cho tiếp một gợi ý đoán cho nhanh này. Nhưng thực ra cái gợi ý này dễ lắm rồi. Hai số cuối của tờ tiền là một con số lớn hơn 50. Ok chị nào đoán đúng em tặng luôn chiếc áo dạ như em đang mặc nhá. Tặng luôn chiếc áo dạ xanh em đang mặc này các chị này. Chị Thanh Tuyền ơi, chị đoán nhiều lần rồi. Chị Thanh Tuyền 60 sai nhá, quá 5 lượt rồi đấy ạ. Chị tiếp tục chia sẻ để đoán tiếp giùm em này. Chị Hoa Hin 59 sai này. Bơ Đậu 99 sai. Gái 1 Mi 61 sai này. Thơm Hoa 94 sai nhá. Rồi đẩy view lên cho em này, còn 5 người nữa thôi là lên 250 người. Lên đúng 250 người em cho tiếp một gợi ý nữa cho các chị đoán cho nhanh này. Bởi vì em hôm nay em cũng rất là đau cổ mà cũng không có thời gian bán nhiều. Mà hôm nay bán xả thì bán rất là nhanh. Nhá mọi người nhá, thế nên là em mong mỗi người chơi game nhanh lên một chút này. Chị Thanh Tuyền ơi, chị 63 sai, chị Thanh Tuyền comment nhiều hết. Chuột Đô La 95 sai, chị Hường Thương ơi 69 sai nhá chị yêu nhá. Này nếu mà những chị nào đang comment quá 5 lượt rồi thì vui lòng chia sẻ lại tiếp một lượt trụ dùm em nhá. Rồi ok, tiếp tục này, chị Nguyễn Dịu ơi 76 của chị sai nhá.
Chị Bẹp Anh 31 size. Chị Thơm Hoa 88 size. Mai Mít 91 size. Chị Nguyễn Thành 79 size. Kim Chi 86 size này. Ok các chị ơi. Ok bây giờ em sẽ cho tiếp một gợi ý này. 260 người rồi. Ok em sẽ cho tiếp một gợi ý nhá. Đây là một con số chẵn. Đây là một con số lớn hơn 50 và là một con số chẵn nhá. Nó được giảm đi một nửa rồi ạ. Là một con số chẵn lớn hơn 50 này. Là một con số chẵn lớn hơn 50 ạ. Lớn hơn 50 nhá cả nhà nhá. Lớn hơn 50 giùm em nhá. Lớn hơn 50 giùm em này. Lớn hơn 50 nhá cả nhà nhá. Chị Hường Thương 54 sai. Chị Quỳnh Như ơi 76 của chị cũng sai. Chị Nguyễn Thu Thảo 52 sai. Chị Thu Thủy Nguyễn 7788 sai nhá. Chị Thu Thủy ơi, chị cố lên một tí là chị sẽ đúng đấy. Cố lên một chút là đúng. Chị Mến Mến à, chị Mến Xến 66 sai. Chị Tòng Nguyên Thảo 87 sai. Chị Thu Thủy Nguyễn ơi, chị comment quá 5 lượt rồi. Vui lòng chia sẻ lại giùm em nhá chị nhá. Áo em mặc có size M không để em tìm. Con em mặc là size nhưng mà thực ra con cái áo em mặc thì tầm size M cũng mặc được. Người em mặc size M chuẩn luôn. Em mặc cũng rất là ok luôn. Chị Thanh Tuyền 92 size nhá. Nào mọi người ơi, những ai vào sau chưa kịp biết thể lệ chơi để tặng áo dạ bên em nhá, thì mọi người nhanh tay chia sẻ livestream vào 10 hội nhóm. Chia sẻ livestream vào 10 hội nhóm và đoán cho mình 5 con số bất kỳ nhá. 5 con số may mắn bất kỳ. Chị nào là người đoán đúng con số đó em sẽ dành tặng chiếc áo em đang mặc được không ạ? Em sẽ dành tặng chiếc áo em đang mặc nhá cả nhà nhá. Ok này, chị Nguyễn Thị Thùy Trang 80 size. Chị Bẹp Anh 86 size. Chị Lê Thị Phương 84 size chị ơi. Vito 76 size. Gần đúng thôi ạ, gần đúng thôi ạ. Ok, không thấy Nguyễn Hồng Nhung bây giờ mới nhìn thấy này Nhung ơi. Lê Thị Phương 86 size nhá, Vito 74 size. Những ai em đọc tên là em thấy đấy ạ. Chị Phương Sâu 54 size. Thu Thủy Nguyễn 68 size, 66 size nào. Là một con số chẵn lớn hơn 50 nhanh cho em đi ạ. Là một con số chẵn và lớn hơn 50 nhá mọi người nhá. Lớn hơn 50. Áo em đang mặc tí em sẽ sale với một giá cực kỳ giật mình. Áo này thì không biết là còn size nào để em lọc nhá. Bây giờ sẽ tặng con này đã. Tặng con này không đồng đã. Tặng con này không đồng nữa nhá. Ok đã có một chị comment đúng này. Số đây nhá. Ok đã có một chị comment đúng này. Số 78 có phải các chị cùng nhìn thấy không? Sao mấy người comment 78 cùng lúc ạ? Số 78 nhá. Đây ạ. Ôi bị chói. Số 78 ôi chói quá. Hay cho chị mặc áo xanh này chói nhờ một đứa dơ chị ơi. Đây nhá. Em cầm sát vào cho khách thì bởi vì chị dơ nó bị chói. Số 78 nhá cả nhà nhá. Con số 78 này. Em xin chúc mừng 78 xin chúc mừng chị Dương Bảo Ngọc. Dương Bảo Ngọc để ghim comment. 78 mà 886 đâu mà. Chúc mừng chị Dương Bảo Ngọc này. Em không biết chị chia sẻ đủ chưa nhá. Em mới kiểm tra luôn đó chị ơi. Chị Dương Bảo Ngọc nhá. Xin chúc mừng chị Dương Bảo Ngọc này. Để lại số điện thoại cho em. Em sẽ kiểm tra xem chị đã chia sẻ đủ chưa nhá. Dương Bảo Ngọc để lại số điện thoại này. Chị Dương Bảo Ngọc nhá, để lại số điện thoại cho em này. Dương Bảo Ngọc, các chị đừng rời cái livestream này. Em tiếp tục tặng đây ạ. Tiếp tục tặng thêm một sản phẩm nữa nhá mọi người nhá. 78 chị Dương Bảo Ngọc. 78 phải số chẵn không? 78 số chẵn mà. Tự dưng bà bảo chị là sao bảo số chẵn? Ôi chị dạy cả mình thôi, chị tưởng chị nói nhầm. 78 không là số chẵn thì nó là số lẻ à chị ơi. 78 là con số có hai chữ số là số chẵn mà. Ok. Mọi người ơi, em thấy ai trước thì em đọc trước nhá. Ông Hưng ơi, tôi mệt ông quá. Mệt ông quá, chị Dương Bảo Ngọc là mình thấy đầu tiên nhá, khổ lắm cơ. Mình trước mà chị Dương Bảo Ngọc để lại số điện thoại đúng rồi, bị ẩn comment hoặc là comment nó bị, tức là mạng của ai khỏe hơn thì nó sẽ thấy người đó nhá. Chị Dương Bảo Ngọc để lại số điện thoại cho em này. Ok, bây giờ chị chắc chắn với em là chị Dương Bảo Ngọc đang thoát ra để xe. Chị khẳng định luôn này. Nếu mà sau 30 giây chị Dương Bảo Ngọc không để lại số em tặng lại cho người khác nhá. Em khẳng định là chị Dương Bảo Ngọc đang thoát ra để xe. Chắc là không chia sẻ, thấy chúng mới chia sẻ đúng không ạ? 30 giây nhá, đúng 30 giây chị Dương Bảo Ngọc không chia sẻ em tặng lại cho à đúng 30 giây không để lại số này. Chắc cũng phải được 15 giây từ nãy lên giờ rồi.
nhá, chị Dương Bảo Ngọc nhá, 30 tầm 15 giây nữa chị không để lại số thì em sẽ không chốt đâu ạ. Bởi vì em đọc tên chị rất là lâu rồi mà không thấy chị comment ở đây. Nếu bây giờ, rồi ok. 10 9 8 đúng không? Đọc tên chị rất là lâu không thấy chị đâu, chắc chắn là chị đi ra ngoài xe. 7 6 5 4 3 2 1. Ok, bây giờ em sẽ kiểm tra luôn này. Chơi là phải chơi đúng nhá, chứ đừng có kiểu là chơi đúng rồi xong, tức là được rồi xong rồi mới xe các chị nhá. Đừng có như thế, bởi vì em đã nói luôn từ đầu rồi, ai chơi đúng thì em tặng. Bởi vì đây bọn em, nhà em tặng là tặng cho khách nhá, chứ không phải, chứ không rồi. Rồi ok, thấy số chị Dương Bảo Ngọc rồi. Nhưng em khẳng định là vừa nãy chị thoát ra để xe cho đủ. Bởi vì là đọc tên chị rất là lâu. Và bình thường nếu mà ai mà đúng thì mọi người sẽ để lại số luôn. Em mới cầm cho chị, cất vào túi chị luôn. Ok chưa ạ? Chị Dương Bảo Ngọc ơi, bên em sẽ kiểm tra cả thời gian xe của chị nhá. Nếu mà không cất thì bên em sẽ dành tặng cho người khác luôn ạ. Mọi người chờ một chút. Bên em sẽ kiểm tra nhá mọi người nhá. Bên em sẽ kiểm tra này, mọi người đừng rời cái livestream này vội. Một lát nữa em sẽ tặng tiếp thêm một con dạ nữa, bởi vì hôm nay kéo dạ tặng em không biết đang để đâu luôn. Hôm nay em sale dạ với giá cực kỳ giật mình. Thì nó chị ơi, à đưa cho chị con này trước. Bây giờ em sẽ sale con dạ này nhá, một con siêu phẩm bị khách ao này. Bị khách ao này, nhưng mà con này size khá là to. Ok, em thấy số chị Dương Bảo Ngọc rồi. Nhưng mà em sẽ kiểm tra thời gian chia sẻ của khớp không nhá. Bởi vì là phải làm đúng thể lệ bên em mới tặng quà được ạ. Mới tặng quà nhá. Nhà em toàn bộ là dạ new nhá, dạ hàng Quảng Châu này các chị này. Dạ hàng Quảng Châu nhá. Con này thì là siêu phẩm nhưng em sẽ sale cực kỳ rẻ cho mọi người. Nhưng mà bởi vì nó là bị ao về nên em sẽ sale cực kỳ rẻ luôn. Con này thì bán hôm trước, bán chưa khách nào chê cả. Con này nó là form váy nhưng mà con này size XL cơ. Những chị nào từ 65 đến 75 cân mặc vừa em này cho em này. Duy nhất một chiếc nhá, còn duy nhất một chiếc. Hôm trước bán với giá là 499.000 ạ. Cái giá tag của nó là 489 tệ. Và em sẽ sale, hôm trước là bán 499.000 đúng không ạ? Hôm nay sale luôn còn 410.000 cho chị nào lấy. Ai lấy mai em đang mặc comment là 410 kèm số điện thoại nhá. 410 kèm số điện thoại. 410, nhưng mà các chị ơi, phần quà chỉ dành cho chị nào comment đầu tiên và nhanh nhất thôi. Chứ nếu mà tất cả những ai đều comment đúng con số đấy thì nhà em không đủ quà để tặng. Đang 400 người xem, em sẽ không đủ 400 kéo dạ tặng cho mọi người, 400 kéo dạ tặng cho mọi người, tức là tương đương và nó rơi vào khoảng, riêng tiền nhập nó rơi vào khoảng 200 triệu, khoảng tầm đấy nha mọi người nhá. Ok chưa? Cái áo em đang mặc này, cái áo em đang mặc nhá. Ai? Chị Hoàng Huế, ok, đây là giá đã sale rồi, áp dụng cho chị nào đã chia sẻ livestream nhá. Hôm nay em vớ được cái nào em mặc cái đấy này. Áp dụng cho ai đã chia sẻ livestream, hôm nay em sale toàn bộ dạ, còn lẻ size nhá. Nhưng mà các chị ơi, nhiều khi cái size ghi trên mác này ấy, nó sẽ không chuẩn. Bây giờ em sẽ đọc số đo cân nặng. Em ơi, em ghim cho chị chiều cao của chị với. Mẫu cao 1m6, nặng 57 cân. Đây ạ, con dạ em đang mặc này. Con này nó mác ghi là XL nhưng thực ra size L là mặc được rồi. Như em 57 cân này, 57 cân mặc vẫn hơi rộng một chút. Thế nên là cái áo này các chị khoảng 60 cân cho đến khoảng 67 cân mặc cho em này. 60 cho đến khoảng 67 cân nha các chị nhá. Cái này nó kèm cả một cái tag. Bình thường riêng cái tag này đi mua đã 570.000 rồi. Chứ không có, em ghim đi. Ghim comment của chị đi. Ghi số cái chị kia cho. Ghi số chị chúng em đi, em kiểm tra. Ok chưa ạ? Cái áo em mặc này sale với giá 350.000. Bình thường riêng cái này đi mua đã là 50.000 rồi nhá mọi người nhá. 350.000. Giá là 410.000. Em nếu em không lấy chị hủy đâu. Em ơi hủy đơn Hoàng Hoàng Huế đi. Cái áo bạn Hoàng Huế vừa lấy có ai lấy không ạ? Bán lại đi. Bao nhiêu người chốt? Bạn ấy tưởng vẫn đang chơi game mua cái này không đồng. Áo ra em chưa chuyển qua ao sen đâu ạ. Đây là màu xanh rêu nhá. Màu xanh rêu, chị nào lấy con này comment là 350 kèm số điện thoại cho em. Dạ new toàn bộ nhá mọi người. 410, ok, chị Huyền Thanh Nguyên lấy con màu nâu rồi nhá. Chị Huyền Thanh Nguyên lấy con 410.000 này. Huyền Thanh Nguyên không giấu. Ok, con áo em mặc là 35, mã số là 350. Chị nào lấy comment là 350 nhá. Màu xanh rêu cực kỳ đẹp. Form cực kỳ đẹp nhá. Đây là dạ new nhá. Dạ new 350, dạ 410.000 hết rồi ạ. Đây nhá. Đây ạ. Em ơi, dạ ai cắt mắt của chị à? Nó rơi ra sao? Mấy cái tác ở đây đâu hết rồi? Không, chị cái này ra.
350 để lại số điện thoại đi ạ. Ai chốt cái dạ 350 để lại số điện thoại cho em nhá. Con dạ 350 này trước cũng toàn bán 450 đi ạ. Chị Nguyễn Thị Thúy, Thúy Trang lấy 350 này. Em lên một con dạ nâu nhá, con này size M. Ê con này còn, cho chị xem còn size gì, tìm cho chị với. Con này còn, còn bán một lần luôn cho nhanh. Em có giúp với con màu nâu ở gần đây ấy, là tìm thấy. Nhanh lên. Em mặc thử con này nhá, con dạ màu nâu này. Đây nhá các chị nhá, giá tag của em ý là 528 tệ. Ok không ạ, 528 tệ nhá. Em này có M, L, có không cho chị mặc một cái size L đang ở đấy. Đây nhá, cái này cổ của nó cực kỳ xinh luôn này. Cổ kiểu này nhá, cái 410.000 em hết rồi ạ. Em ơi tìm cùng chị bạn ý đi, thấy cái nào màu nâu kiểu này rút ra. Không phải đâu, mấy cái bóc ra rồi mà các em tự gấp đi, chứ không phải cái còn nguyên túi đâu, không đấy không chưa bóc rồi. Đây nhá, em không cài hết này. Bụng em đang bầu, thế nên là em buộc sẽ không đẹp đây nhá. Chị nào thích kiểu dáng này mặc cực kỳ đẹp luôn này. Chị nào lấy con này em để với giá là 390.000. Chị nào lấy comment là 390 kèm size cho em. Hiện tại đang có size M. Tìm có size L không? Size L. Tôi cứ chốt size M chứ này. Có chắc chắn có một con size L không chứ, không cho chị mặc. 390 nhá. 390, cái này chỉ có size L thôi. Chị Hoa Chu mà lấy thì để tí em tìm em thấy em để cho chị luôn. Chị mặc size L được rồi, không cần phải mặc XL đâu. Mà có khi có vẫn còn cả XL luôn ấy. Đây nhá, cực kỳ xinh luôn, 390. Các chị ơi, kiểm chất dạ thoải mái cho em nhá, kiểm chất dạ thoải mái luôn. 390. Quá rẻ luôn ấy, nhà nào bán rẻ hơn nhà em bất chấp luôn. 390 nhá, nóng thế. Có thấy chị Nguyên Khanh, bởi vì bụng em đang bầu nên em thắt dai mà nó không có đẹp. Các mọi người nhá, 390.000 con dạ nâu này. 390 tiếp một con dạ dài cho chị nào cao cao này. Con này size L nhá. Size L. Có nhìn thấy chị Nguyên Khanh. Trời ơi, tôi bớ hết ra mà không tìm thấy con đấy vậy. Nó ở ngay trên rồi ấy, bởi vì con đấy hôm trước có 2-3 cái liền. Ai chốt đấy thì bảo chị nhá. Có thấy chị Ngô Thảo ạ. Ok, cái áo em đang mặc này. Cái áo em mặc size L, em mặc bị rộng này. Em mặc đang rộng nhé, bởi vì thế em mặc size M chuẩn ạ. Em là 57 cân nhá mọi người. Cái dạ này chị nào lấy em để với giá là 370.000. 370.000 nhá. Ok, em cảm ơn chị Thùy Trang. Mét 65, nặng 65 cân nhà em cực kỳ nhiều luôn. Chị Nguyên Khanh nhá. Cái áo này nhá, 360.000. Quá là rẻ luôn các chị ơi. Dạ new, cho các chị kiểm chất thoải mái luôn. Nếu không phải là giá hàng sale thì không bao giờ có cái giá này cho mọi người luôn nhá. Nếu mà không phải hàng sale thì không bao giờ có cái giá này luôn. Ok chị Trang. Các chị có thể vào xem feedback của khách nhà em này. Xem khách nhà em feedback về dạ của nhà em như nào nhá. Còn nếu mà các chị cảm thấy tiếc, nếu mà tiếc với số tiền nhỏ hơn 400.000 để mua một chiếc dạ như thế này thì thật sự là kể cả các chị đi đâu cũng không có cái giá dạ như vậy đâu ạ. Không có nhà nào bán thấp hơn nữa vì đây là giá đã sale rồi. Chứ bình thường không sale thì sẽ không có cái giá như này đâu. Một con size M màu đỏ này. Bình thường mà không sale thì sẽ không có cái giá như vậy đâu. 45 cân thì ít lắm em ơi. Đây con này size M form bé này. Con này size M form bé sale 299.000 này. 299.000. Ok, cảm ơn Ngọc Jenny. Thank you tình yêu. Con này size M nhá. Đây bụng em đang bầu mặc hơi chật một chút. Size M. Đây nhá, bụng em đang bầu mặc hơi chật này. Size M 299.000. Váy tôi mặc không bán nhá các ông nhá. Không tìm được à? Thôi không phải tìm đâu em ơi. Chị Hoa Chu cũng không lấy đâu. Con này là 299.000 này. Chị nào lấy comment là 299k dùm em. Hôm trước bán 4-500 khách tranh nhau chốt mà về vẫn khen đẹp. Thì thử hỏi là hôm nay bán cái giá này nó có quá rẻ không ạ? Em chỉ sợ bán giá này mấy chị hôm đầu mua chửi mặt em thôi. 299 chị Thảo Anh này. 299 chị Thảo Anh này. Size M nhá. Đây có một con màu đỏ size S này. 299 hết nhá. Các chị ơi yên tâm, kể cả áo dạ 400-500.000 vẫn là rẻ luôn ý. Con này màu đỏ size S này. Con này chất quá đẹp luôn. Màu đỏ size S.
màu đỏ size S nhá. Xong tí đang đi về đi mà đang. Quay chậm mà, ra quay chậm mà. Đừng mất công này. Cái áo dạ áo dạ đỏ mình đang mặc này. Áo dạ đỏ em đang mặc nhá, 380.000 size S. 380.000. Thực ra là size S nhưng mà người size M vẫn mặc ở đây bởi vì nó phong suông, nó chỉ hơi kích vai thôi. 380.000 size S nhá. 380.000 size S này. Con này còn đúng một chiếc size S 380.000. Mới chị nhá, hàng mới. Em đã đăng cáp là dạ Quảng Châu rồi. Em ơi em ghim lại cho chị này, mâu cao ấy và phẩy dạ Quảng Châu. Khách cứ tưởng hàng xin. 300 mấy đây? 380.000. 380 của Ngô Thảo này. Ơ, Ngô Thảo có phải là cái chị mà có cái dạ ghi không? Đúng không? Đúng không? Chị ơi, chị Ngô Thảo có lấy cái dạ ghi của chị nữa không ạ? Lấy thì phải chắc chắn lấy, từ chiều là đừng có hủy đơn của em nhá. Để em còn bán mất công á. Cứ chốt xong rồi hủy, lần sau em không chốt được đâu, em sợ lắm. Lên một con màu rêu rồi, đau quá, vòng tay vừa gập bắt đau lắm. Màu rêu gần giống con áo tặng rồi đấy. Con này size L nhá. Màu rêu size L. Này mấy sale 300 mấy nhỉ? 350 quá. Màu rêu size L nhưng mà thực ra size M chắc mặc rồi đấy. 350.000 nhá. Em này 350.000 size L này. 350.000, ai lấy comment là 350. Ok ok tình yêu. 350.000, ơ đơn của Ngô Thảo chưa gửi đúng không? Thì gộp thu hạn cái dạ này vào. 350.000 này. Ai lấy comment là 350 kèm số điện thoại giùm em. 350 nhá, 350 quá rẻ luôn này. Em cho các chị test chất thoải mái cho em nhá. Đúng rồi, dạ Quảng Châu in đậm lên. 350 kèm số điện thoại đi ạ. 350.000 nhá. Ôi. Đây nha các chị nhá, dạ Quảng Châu của em luôn nhá. 350 kèm cả số điện thoại đi ạ. 350 kèm số điện thoại nhá. Tiếp một con. Màu rêu. Cái váy này em bán từ đợt hè rồi. Một con dạ màu xanh size M, màu xanh sáng hơn của nó em một chút. Thảo Anh có cái gì? Sao cứ đổi cái gì vậy Thảo Anh ơi? Thảo Anh có cái gì rồi? Ờ bao nhiêu người chốt nhá? Bây giờ đổi duy nhất cho bạn Thảo Anh này. Còn đâu từ những bạn sau mà đổi em hủy đơn em không bán nữa nhá. Em hủy đơn em không bán nữa nhá. Bạn đổi sang cái 350 đúng không? Cái màu xanh đúng không? Bởi vì cái màu đỏ của bạn rất nhiều người chốt luôn, mất công quá. Mọi người thông cảm nhá, hôm nay em bán sale nên là ai xem cái gì chắc chắn lấy thì hãng chốt giùm em. Em có chị thấy chị Tố Dung này. Con này màu rêu sáng hơn size M nhá. Con này dáng cực kỳ đẹp luôn. Form cực kỳ đẹp, bụng em đang bầu nên các chị đừng. Đây nhá, các chị cài nó sẽ đẹp hơn để bụng đang bầu thì không tránh được rồi. Ok, đổi cho Thảo Anh tiếp kéo áo dạ cái bao nhiêu người chốt. Đây nhá, con dạ màu xanh em đang mặc này. Em này em cũng xả luôn, 360.000. Ok, chị Phạm Thị Quyên Phạm lấy cái 299.000 này đúng không? Để lại số điện thoại đi ạ. Phạm Thị Quyên Phạm không giấu. Ok, chị Nguyễn Khanh chờ em một chút. Con này nhá, 360.000, ai lấy comment là 360 kèm số điện thoại. Màu này cực kỳ đẹp luôn, dạ new nhá. 360.000. Cái này tí em tìm là size L thì em sẽ báo chị nhá. Bởi vì em đang để nó lẫn lộn ấy. Size M này. 360 chị Mai Vi. Chắc chắn lấy hàng thì chốt giùm em nhá chị ơi. Chắc chắn lấy hàng giùm em nhá. Đỡ mất công. Con dạ đỏ 299 chị để số cho. Hả? Ôi con này quá đẹp luôn này, con này là dáng hàn quắc này. Nhưng mà size to lắm, size XL cơ. Size XL, size này hơi to. Đây là dạ một lớp nhá. Dạ một lớp này. Con này size XL to lắm, em mặc cũng bị to. Chị nào phải thật là to người mới mặc được con này nhá. Chị nào thật là to người mới mặc được con này này. Em sale con này 299.000 luôn. 299.000 nhá. Ơ. Cứ khó bấm ấy nhỉ. À, không đúng của nó. Đây, không đúng. 299.000 cho em này.
Form này khá là to. Form này rất là to luôn này. Đây này, nó có quả bông này. Em mặc rộng lắm này. Mà chị nào thích mặc kiểu rộng rộng như này thì mặc nhá. 299.000. Con này size XL. Thảo Anh chốt rồi ạ. Chị kia để số cho. 299.000, con này size XL cơ, to lắm. Size XL 299.000 nhá. 299. 299.000 này. Cầm vào túi lên chị, cái này em không có quy. Rồi đi nào. Ôi, có một con dạ xanh 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 than dáng dài đẹp quá. Xe mờ, cái con bùng nâu ấy. Con này có cả màu nâu. 299 chị Phan Diệu. Chị Phan Diệu chốt con màu đỏ 299 nhá. Con này em có cả màu nâu. Con này có cả màu nâu và màu xanh than như em đang mặc này. Thì nó có cả xe. Ôi, em mặc thử màu nâu nhá. Mặc lại thử màu nâu nhá, bởi vì đây là màu xanh than thì mặc sợ nó không nổi. Có màu nâu và màu xanh than đều còn xe mờ nhá. Chị nào lấy áo này em để 360.000 thôi. Cho hết đi nhá, 360.000. Em sale luôn nhá. Hôm nay những ai đã chia sẻ live stream thì mới mua được cái giá này nhá. Cái mát. Đây này, cái cổ đẹp dã man luôn. 360.000. Chị Su Su ơi, chị hỏi gì ấy, em không đọc được. Em không đọc được comment em ơi. Đứa nào ngồi trả lời comment đi chị, cho chị đọc được. Chị đứng xa này sao chị đọc được. Cái này nhá, nó có dây buộc này. Con này còn hai con size M luôn. Còn hai em size M đây này, cài khuyên tận dưới này cơ. Ai lấy comment là 360 kèm màu, có màu nâu và màu xanh than. Tất nhiên là bụng em đang bầu nên là em thắt eo nó không có đẹp đâu. Chị nào mà người gọn hơn thì thắt nó sẽ đẹp hơn nhá. Đây, cổ của nó cực kỳ lạ, cái dạng này cực kỳ lạ luôn. Có nhìn thấy nơi cuối con đường size M này khoảng 60 cân đổ về nhá. 53 đến 60 cân tầm đấy. Nói chung là tùy vào chiều cao của mọi người nữa các ạ. Màu xanh than á, màu xanh than không đổi bằng màu này. Đây là màu nâu. Nóng thế mà cái dạng này dày. Nóng quá. Các bạn thích mấy cái kiểu cổ vách vách ý. Mấy cái kiểu cổ lạ này không ai thích, mình thì rất là thích. Không bầu thì cũng quất luôn con nâu này rồi. 1m68 mà không cộc đâu ạ, mình cao 1m6 nhá. Thực ra là mình mặc cũng lên gần chấm gối rồi, Quá rẻ luôn, 360.000 nhá, đây mặc thử thôi nhá, đây. Mặc đạm nhá, đây là màu xanh than. Màu xanh than đây nhá, ở ngoài thì nhìn nó sẽ rõ hơn. Cái này chỉ có mờ thôi em ơi. Thực ra là cái này nó buộc eo nên là cái cân, cái size nó cũng xem không à. Đây nhá, ai lấy con này comment là 360 kèm màu. Có màu nâu và màu xanh than. Ê ôi, con này đẹp dã man đấy em, nói thật. Không ai chốt cái nào. Sao mọi người gu không giống gu mình nhỉ. Mình xịn mà, đây này. Đây là đang mặc thử màu xanh than nhá. Đây là em mặc không cài khuy. 360 không rẻ à em. Bình thường chị bán con này là 408 nhá. Xanh than không có XL đâu ạ. Xanh than thì cực kỳ ít luôn. Không còn XL đâu. Con này chỉ còn size M thôi nhá. Đọc size nào thì mọi người cứ comment theo size đấy thôi. Đọc size nào thì mọi người cứ comment theo size đấy cho em nhé, cho đỡ nhầm. Màu tiếp này. Con này đẹp mà. Đẹp thật sự. 360 mà bà Ngô Thảo mà bớt đi thôi thì tôi chịu. Thà để đấy còn hơn. Cao 1m50 thì không mặc được con dạ vừa nãy chị ạ. Đây này, những chị ở thấp thì lấy con kiểu này tầm này thôi. Mặc dài ra là vừa. Em cao 1m6 nhưng mọi người ướm giùm em gái. Con này size M như em bụng đang bầu mặc này không ấy lắm. Ok không ạ, con này là 350.000. Chị nào lấy con đỏ 350 thì comment là đỏ 350 giùm em nhá. Đỏ 350 thì comment là đỏ 350 giùm em này. Con này đẹp lắm nhưng bụng em đang bầu ấy, không cài được khuy. Cài thì cài được nhưng mà nó sẽ không đẹp. Đỏ 350 này bụng bầu. Đỏ 350. Chị nào lấy comment là đỏ 350, con này size M chuẩn nhá. Đỏ 350 nó kèm cả tag luôn này, chị nào thích thì tháo ra nhá. Không thích thì tháo ra. Chữ D đỏ 350. Ai lấy comment là đỏ 350 nhá. Chất dạ cực kỳ đẹp luôn. Em này lúc đầu là giá cũng gần 500.000 nhá. Cái giá tệ của nó khi chưa sale còn cao hơn nữa cơ. Các chị cứ về nhân thử giá tệ nhá, 369 tệ. 369 tệ thì nó rơi vào khoảng 1,5 triệu. 1,3 triệu đến 1,5 triệu. Đẹp quá mà hơi dài.
350 đỏ nhá. Không có S đâu ạ. Không có con đấy không có size S nhá. Tiếp một con size M, con size nhiều hơn M nhỉ. Một tập toàn M. Hả? Ôi con này cũng đẹp. Con này đẹp quá. Con dạ màu này nhá. Size M này. Có dạ màu kem thôi, không có màu trắng bạn ơi. Có màu kem thôi. 350 chị Trang, Thanh Mai Farm. Đẹp đấy chị ạ, con này đẹp đấy. Con này đẹp đấy, dạ ép nhá chị nhá. Con áo của em đang mặc size M này, con này quá đẹp luôn này. Em này quá đẹp luôn, sale còn. Em này nhá, sale còn 410.000, 410.000 size M. Sale còn 410.000 size M nhá. Nhưng mà chị nào cao từ 1m6 trở lên thì hãng chốt. Cao từ 1m6 trở lên thì hãng chốt nhá, 410.000 size M. Các chị ơi đừng tiếc tiền mua một cái dạ 350-400 đẹp như thế này. Các chị cứ kiểm chất thoải mái, mai em còn chụp lại ảnh cho các chị kiểm chất cơ nhá. Để mà nói không thì không ai tin, nhưng nếu các chị sở ở ngoài thì không bao giờ nghĩ những cái áo dạ này có cái giá như thế này luôn. Ok, màu kem chờ em một chút. Lên màu kem màu hồng luôn nhá. Áo này nhá, 420.000. Size M thôi chị nhá, con này size M chưa ạ. Con này size M nhá, đẹp dã man luôn. Này. Chị Siêm Pham Pham. Chị Siêm Pham Pham chốt nhá. Chị Siêm Pham Pham ạ. Em lên một con XL này, vừa nãy chị nào đang hỏi size to nhở. Ôi con này đẹp quá, buộc bụng này. Nhưng mà con này size XL cơ, nhưng mà không lấy XL đâu, nhìn bé mà. Không lấy XL đâu, giá tệ là 269 tệ. XL nhá. Con này phải tầm 62 cân đến khoảng 70. 62 đến khoảng 70 cân, nhưng mà nó buộc không? Vì nó buộc eo, nó chỉ cần các chị vừa vai thôi là mặc được rồi. Đây này. Vì nó buộc eo nên chỉ cần vừa vai mặc rồi nhá. Đây do em bầu nên em buộc nó cũng không đẹp. Đây nhá, con này nhá. Em dạ này chị nào lấy em sẽ để với giá là 310.000. 310.000, ai lấy comment là 310 kèm số điện thoại. 310 kèm số điện thoại nhá. Em sẽ lên một ít dạ lông nhá mọi người, dạ cổ lông ấy. Có ai thích dạ cổ lông thì nó có nhiều dạng ngắn hơn. 310 nhá, như em đang mặc hơi rộng. Em 57 cân. 310 cho chị chai nước ơi. 310 dồn đơn, chị Phan Diệu có đơn à? Hả? 310.000 này. Màu kem đâu rồi? Màu be đâu rồi? Đây à? Ok, để nó chụp mặt. Còn nốt con đỏ này. Ui. Con màu đỏ này nhá, cũng size L. Size L, con này cổ V. Size L cổ V này. Nhưng mà người em size M cũng ngực nhất, cũng khá là ok này. Cái cúc của nó không phải cúc lầm lầm như mấy cái hàng bình thường nhá các chị nhá. Cúc này bấm, cúc bấm cực kỳ chắc luôn. Đây, người mình size M, người chị size M vừa này. Người em size M bụng to vừa nhá. Chị nào lấy áo này em để với giá là 350.000, quá rẻ luôn đấy ạ. 350.000 nhá, kiểu dáng đất rất là đơn giản. Cổ V 350.000, chất đẹp. Ai lấy comment là 350 kèm số điện thoại giùm em. Cái này còn chưa đục túi nhá, các chị về đục lại đây này, nó có lớp bên trong. Các chị đục cái lớp này ra là thành túi, cái túi cho em nhá. 350. 350 ạ. Đây mặc xuông rất là đẹp luôn, sang cực kỳ. 350 nhá. Ai lấy comment là 350. 65 cân, em là 57 cân. Nếu mà chị mà, nhưng mà bụng em lại đang bầu nên em nghĩ chắc chị cũng vừa thôi. Bởi vì đây là size to mà. Phạm Thị Quyên Phạm đã ở đơn chưa? Ôi dạ đẹp lắm các chị ơi. Có mấy chị khách mua nhà em phải đến chục cái dạ rồi, chưa chê một cái nào. Chục cái dạ từ hôm trời vẫn còn nóng nóng cơ. Chục cái dạ rồi. Màu kem không? Đây một con dạ màu kem size. Mắc cái XL nhưng làm gì đến XL con này.
Mát nó ghi XL nhá. Nhưng mà không đến XL đâu. Đây. Nhưng mà em bây giờ chỉ cần cái này chỉ cần vừa vai thôi là được. Cái này chỉ cần các chị vừa vừa vai thôi là mặc mặc đẹp nhá. Con này cứ khoảng 58 cân tầm tầm như em này là mặc rất là ok rồi. 58 cân cho đến 67, 68 cân. Kể cả là 70. Không, 67, 68 với 70 mặc mặc chật. Đây nhá. Tầm 57, 58 cân là mặc lên sẽ xuông xuông như em đang mặc này, cực kỳ đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn nhá, 350 nghìn. Chị nào lấy comment là 350 kèm số điện thoại giùm em. 350 vứt đây trên nước rồi. 350 kèm số điện thoại đâu? Đâu? 350. Đây là sao nó có cái dây này nhá. 350. Không có mờ đâu chị ơi, con này đang là XL ấy. Nhưng mà các chị ám theo người em mặc đi. 350 Hải Anh Nguyễn gộp đơn, Hải Anh Nguyễn có đơn à? Các chị chắc chắn lấy hàng giùm em nhá, mai đỡ mất công em nhá, bán đi bán lại nó mệt lắm. Hãy thương em. Hãy thương lấy bà bầu này. Đây một con dạ xù màu hồng, không phải dạ ép đâu nhá. Màu hồng phấn. Size L. Con này là dạ kiểu xù xù nhá, dạ lông nhá. Dạ lông chứ không phải là dạ ép như của mấy con kia. 299.000. Con này size to nhưng mà form Hàn Quốc. Nên là những bạn thanh niên ấy, bạn nào thích mặc kiểu form Hàn Quốc nhá thì lấy con này cho em 299.000. 299.000 nhá. Ai lấy comment đây là em đeo thử thử lên cho mọi người xem. Form này form Hàn Quốc mà. Nên các chị mặc này. Mặc kiểu form Hàn Quốc ấy, nó hay mặc kiểu rộng như này này. Đấy. Rất là xinh luôn, nhưng mà cái này chị nào mà quen mặc kiểu form Hàn Quốc thì hãng chốt. 299.000. Ai lấy comment là 299 giùm em nhá. Hân Thu Phượng à? Hán Thu Phương. Hán Thu Phương chắc chắn lấy giúp em nhá. Con này mác ghi size L. Này. Em ơi đẩy cho chị mấy cái dạ không trước quay rồi đấy. Đây. Một con màu xanh. Màu xanh này năm nay cực kỳ đẹp luôn này. Bây giờ chị mấy cái form vừa người ấy. Ôi con màu xanh này đẹp tuyệt vời luôn. Dáng váy nhá. Nhưng mà size có vẻ khá to. XL nhá, con này size XL cơ. Nhưng mà nó là dáng váy. Chết đi không? Cái gì đấy? Đấy là cái váy của chị. Cái váy hàng Quảng Châu đợt trước. Đây này. Dáng váy size XL. Cái này từ đây khoảng 62 cân đến khoảng 68 cân. Mặc ok luôn này các chị này. Nhưng mà chị nào cao cao một chút thì mặc con này mới đẹp nhá. Form dáng váy đây này. Form dáng váy cho em nhá. Em này 380.000. 380.000, chị nào lấy comment là 380. Con dáng váy này cực kỳ hiếm nhá, rất nhiều người đặt nhưng mà em không hiểu lúc nào ai. Nên là hôm nay em bán luôn màu xanh 380.000. Mọi người ơi, bây giờ mình không nhớ là mình chốt cho ai đâu, chỉ là mình đọc tên ai thì người đấy là mình chốt rồi. Thì mọi người thông cảm giúp mình sẽ cố gắng tìm cái con giống như thế. Bởi vì nó bị lẫn, nó rất là nhiều, nó bị lẫn. 380 ạ, con này là 380.000. Ai lấy comment là 380 giùm em nhé. Con này là form váy này. Chị nào mà kiểu điệu tiểu thư mặc con này đẹp lắm. 380 xanh, chị Ngọc Hoàng không giấu, chắc chắn lấy hàng giùm em cái nhá. Thì hãng đặt không em sẽ chốt cho các chị hôm mai bán lại, em mệt lắm. Đây một con siêu đẹp luôn này. Vào màu đỏ. Khiếp, con này mác ghi tận XL chứ con làm gì đến. Bé mà. XL làm gì đến XL đâu đây. Con này chỉ tầm size L ở đây, tầm kể cả là như em. Chị nào thích mặc kiểu phong cách rộng như em ấy, như em thì em hay mặc kiểu dạ rộng như này. Đó, như em thì em hay mặc những con dạ rộng này, em không bao giờ mặc vừa người cả. Thế nên là những chị nào mà mặc kiểu rộng như em cũng rất là ok. Nên là em khuyến khích những chị nếu mà thích phong cách như em tầm 57 cân tầm người em là mặc được. Còn nếu không thì phải khoảng 60 cân, 60 đến khoảng 68 cân cho em nhá. Mà cũng chả đến 68 đâu, 68 mà bụng to không mặc được đâu. Con này chỉ 60 đến 65 thôi. Mà thực ra là đây như em đây 57 cân đây mặc vẫn rất là ok đúng không ạ? Chị nào lấy con này chốt giùm em mã số là 35 à 3
350 đỏ. Em bán 350 luôn này, áp dụng cho ai chia sẻ live stream nhá. 350 đỏ. Ơ cái đấy chốt rồi em ơi, còn có cái nào chưa chốt đâu, từ nãy giờ hầu hết chốt hết rồi mà. Em hỏi cái nào nhỉ, làm gì có cái nào chưa chốt nhỉ? Từ nãy giờ còn đúng ba cái này chưa chốt, nó chốt hết rồi mà. Chốt hết rồi, 350 đỏ, con này đẹp lắm, dã man luôn này. 350 đỏ, đẹp lắm luôn các chị ơi. Tội gì không mua một con áo dạ như này mà mặc, tội gì mà phải đi ra hàng ra hiệu làm gì, tiền triệu một cái áo dạ. Em nói đưa em mất lộc bán hàng luôn nhá. Em nói đưa em mất lộc luôn, có những cái áo dạ các chị mua nhà em về các chị cứ test đi. Mặc đi xem có ai nghĩ các chị mua với giá tiền từng đấy không. Nguyễn Ngọc Phượng đã có, nó có bạn ấy có cái gì rồi? Nguyễn Ngọc Phượng chưa có gì em ơi. Không thấy ai chốt luôn đâu, hay là bị ẩn, bị ẩn comment nhỉ? Ơ chị không đọc được. Sao bạn ấy bảo có nhiều người chốt, không đọc được comment. Cảm ơn Ngọc Jenny, thank you Ngọc Jenny. Kéo dạ đỏ 350 có ai chốt không ạ? Ô bị ẩn comment rồi, khách bảo có người chốt mình không đọc được. Có ai lấy cái này không ạ? 350 nhá, bị ẩn comment. Có cái điện thoại chị đâu rồi? Phương em thoát ra vào lại xem máy em có đọc được comment của khách chốt cái dạ đỏ không nhá. Bởi vì có người bảo là có khách chốt mà chị không đọc được. Mồ reo. Ai cũng thấy mình đầu mà. Phương ơi em chờ một tí chị tìm có còn cái nào không. Chứ bây giờ chị đọc cho ai thì là của người đấy rồi em. Con này nó hơi bị sần ở đây một tí đây. Chắc là cái hàng sale ấy. Hàng hạ giàn thôi, để lại đi. Em ơi cho túi này chị để riêng lên trên kia đi. Lên một con dạ màu vui ràng váy tiếp. 30 kem bán rồi. Bán hết rồi. Đúng không? Chốt rồi đúng không? Con áo dáng dài nhá. Chị nào lấy em sẽ để với giá là 2 à đâu? 310.000. Nó chỉ có một khuy thôi, chưa đục nhá. Màu ghi. Màu ghi form này khoảng 58 cân. Kể cả 57 cân nha em mà cũng ok này. 57 58 cân cho đến khoảng 62 63 thôi nhá. To quá thì mặc sẽ bị chật. Nhưng mà chị nào phải cao từ 1m6 trở lên hãng chốt con này. 310.000 chất dạ cực kỳ đẹp. 310.000. 310.000 nhá. Vâng vâng thì mơ thì mặc size gì nhỉ? 310.000 này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái này là bán sale thôi chứ cái giá tác của nó toàn tiền triệu nhá mọi người nhá. Có con này đẹp quá nhưng mà size to. Em bảo con đấy đẹp lắm đấy, nhưng mà size to. Có thấy Hồng Nhung. Một phút thôi Hồng Nhung ơi. Có thấy Nhung nhá. Mờ đâu có thấy chị, đỏ cam. Con này size L này. 350k đó, size L. Chị Tiên Tiên lấy à? Chị Tiên Tiên ơi, chị lấy cái đỏ 350.000 kia đúng không? Chị lấy cái đỏ này à, cái đỏ vừa nãy em mặc đúng không? Chị lấy cái màu đỏ 2 khuy này đúng không ạ? Vừa nãy em mặc ấy, đây. Chị Tiên Tiên có phải chị lấy cái này không? Đều đúng, chị để lại số điện thoại cho em nhá. Đây này, kéo dạ mình mặc này. Kéo dạ em mặc thì form nó vừa người hơn. Tức là nó là form kiểu form ôm ấy, nó là có cái viền đây này. Ok, chị Tiên Tiên để số Tiên Tiên lấy dạ đấy 3,5 nhá. Cái dạ có tag này, 360.000. Chị nào lấy cái em đang mặc comment là 360 dùm em. 360 đỏ dùm em nhá. Ở ngoài màu đỏ đẹp hơn trong cam, khẳng định luôn. Ok Hồng Nhung 360. Ai lấy comment là 360 dùm em nhá. Ai lấy comment là 360. Ok chị Tiên Tiên. 360 chị Tiên Tiên có một đôi giày nữa. Em nghĩ cái gộp giày đi, mai chị cầm. 360. Em chào chị Thúy Na Vi, ôi lâu quá không gặp. Có áo size S đấy ạ, hôm trước size S bán bao nhiêu? Đây nhá. Nguyên Sen, chị Nguyên Sen chốt 36 cho túi đi. Một con size M. Thực ra là chị nào mà biết cách mặc form rộng ấy thì mặc tầm size M là ok hết. Ui màu đỏ cam con này đẹp quá.
Con này màu đỏ cam cho em này, quá đẹp luôn. Con này dạ dày lắm luôn nhá. Em này dùm em này. Em này dùm em này, 395.000. 395.000, chị nào lấy comment là 395 size M chuẩn luôn nhá. Size M chuẩn ý thì size M chuẩn là khoảng 52 cân. 52 cân cho đến tầm 58 cân là mặc rồi. 51 52 cân cho đến khoảng 58 cân là mặc được rồi. Đây như em 57 cân tính cả bụng mà em mặc đang hơi kích bụng. Thế nên là mấy chị khoảng 51 51 cân đến khoảng 56 thoải mái. Tất nhiên là tùy vào chiều cao người nhá. Cái này 395.000, con này là màu đỏ cam, màu ngoài đẹp lắm. Không bị gì trong cam đâu. Size 2XL để em kiểm tra nhá. Con này đẹp dã man luôn này. Nó là màu đỏ cam, không phải là màu đỏ tươi nhá. Đỏ cam. Áo đen chờ chị. Ô con màu đấy cũng đẹp nhỉ. 395. Chị nào lấy 395 không ạ? Để lại số điện thoại cho em nhá. Ờ con này dã X. Này chị ơi chất. Giày đẹp dã man luôn. Chị Thông Điệp Vàng ơi, chị lấy 395, chị có chắc chắn lấy cho em không ạ? Đây ạ, đẹp lắm luôn nhá chị nhá. Hàng New, hàng Quảng Châu. 395 chị Thông Điệp Vàng có lấy không ạ? Nếu mà chị không lấy em chuyển cho Nguyễn Ngọc Phượng nhá. Có một con SS này, màu hồng, xe mờ. Con này size M này. Đây nhá. Màu hồng vỏ đỗ. Ok, chắc chắn dùm em nhá chị ơi. Chứ em không bán hàng kiểu đùa chơi. Các chị chốt không mai, xin tiền các chị lại hủy mất công lắm. Đây nhá. Con màu hồng này. Ngọc Phượng chọn cái khác nhá, mạng chậm ấy. Con này nhá, 280.000 thôi. Quá rẻ cho một cuộc tình, 280.000. 280.000 nhá. Con này là form suông không phải là form eo nhá. 280. Ai lấy comment là 280 chất như này nhá. Nó là kiểu dạ ép một lớp ấy. 280.000. Con đấy là thời tiết kiểu bình thường, không lạnh quá, mặc cực kỳ ok luôn. Đây là con màu xanh như này. Màu kiểu tây tây ấy. Chị Hiên Đô chốt 280. Ôi, con này cũng đẹp tuyệt vời luôn. Chị nào thích màu này không ạ? Cũng size màu luôn này. Nhưng mà con cổ này là cổ kiểu như này nhá, cổ kiểu rộng rộng như này. Ui, màu trong cam xấu dã man nhở, nhìn nhở. Nhở. Trong cam bị xỉn hết đi, màu này ở ngoài đẹp lắm các chị ơi. Nó là kiểu màu xanh ngọc nhá. Trong cam có bị xỉn đi nhở, khó chịu vậy. Màu này ở ngoài chị nào tin em thì chốt, em sẽ bán rẻ cho mọi người con này 350.000. Em sẽ bán rẻ cho mọi người con này là 350.000 bởi vì là màu ngoài đẹp hơn trong cam nhiều. Trong cam màu nó bị xỉn đi ấy, 350.000 nhá, size màu. Vừa. 50 cân thì vấn đề là chị thấp hơn chị, tức là người chị sẽ to hơn chị. Chứ người chị không bằng người chị đúng không? Các chị ơi, ví dụ các chị càng thấp thì cái cân nặng nó phải tỷ lệ nhá. Đúng rồi, camera này tối đây này, màu đây này, màu đẹp dã man luôn. 350.000 nhá, là đã sale rồi. Size M. Áo 63 cân nhiều lắm. Không tùy màu đấy, có màu lên chuẩn. Có màu không lên chuẩn. Áo 280 em hết rồi ạ. Có ai lấy con này không ạ? Đẹp mà bán sale rẻ quá, 350 kéo ra. Dạ dài cũng một dài đấy đâu. Con màu đỏ giống con vừa nãy này, 360 này. Nhưng mà size L. 360 size L này. 350 chị Violet Salem chân này. Lấy chị 340 vì chị tin em. Màu đây ở ngoài đẹp hơn trong cam nhiều. Cái mát nó cứ bị ấy vâng. Sao chị? Con này size L nhá. Size L. Size L này, đây size L em cài vừa bụng lại bụng bầu. Size L nhá. Size L 360.000, cam kết chất cực kỳ đẹp luôn.
360.000 size L. 360.000 size L nhá. 360.000 size L. 360.000 size L này, con này cực kỳ đẹp, tag là chữ D nhá. Cái tag này bình thường đi mua đã 50.000 rồi. 360.000 này, size L. Con này đẹp lắm luôn. Nói chung là ai cũng nên có, bởi vì là cái màu ngoài là màu đỏ đẹp lắm. Không phải đỏ như trong cam, không phải đỏ kiểu ấy đâu nhá. Đây một con có mũ màu ghi à? Con đấy có size M nhưng em không, em đang không tìm thấy. Hiện em chỉ tìm thấy một con size L thôi. Chị nào chốt size L đi em để em tìm size M. Hả? Cái gì? Không, chị đang hỏi. Có màu đỏ cây này, chị đang hỏi có màu đỏ size M này. Hồng 280 hết rồi chị yêu ơi. Đây con này có mũ nhá, 320 này. Con này 320 cho em này. Xong size gì? Size M 360 size L chị Kiều Trang Dinh. Không màu đỏ. Con này có mũ nhá. Dạ suông, con này dành cho mấy bạn trẻ trẻ, thanh niên, kiểu tin tin ấy. 320.000. Này 320.000 nhá. Tay tiếc cực kỳ đẹp luôn, có mũ. Con này có mũ nhá, 320. Chị cứ đóng cái gì, đóng chân dã man luôn. Có mũ 320.000. Size M. Ok chị Hường, để em tìm. Em mới tìm cái dấu màu đỏ của này, size M chốt cho chị Hường Nguyễn. Cái mà có tác cái này nhiều lắm. Em chào chị Lam Phong. Con này đẹp này, 320 thôi, dạ đẹp lắm. Nguyễn Như Quỳnh, ok, Nguyễn Như Quỳnh chốt 320. Nguyễn Như Quỳnh chốt 320 này. Cái tập màu nâu kìa. Để ngoài kia. Em lên một con màu kem dáng váy. Size 13 phải là tầm size XL ấy. Con này phải tầm 65 đến 7, 15 cân vẫn vừa, 72. Nhưng mà con này là form váy nhá các chị nhá. Con này là form dáng váy, em cài thử cho các chị xem này. Con này là form dáng váy, nó bị nhăn một tí vậy em để. 350.000 con này sale luôn, còn 350.000 đúng một chiếc này. Tức là cái này là form dáng váy, các chị mặc đi giày thể thao nhá. Đây này em bảo, đừng mặc cái váy dài bên trong. Đây này, hãy mặc chỉ mặc như này thôi. Nó chỉ mặc kiểu dáng váy như này thôi. Đừng mặc cái váy bên trong dài như em, chỉ mặc cái này nó dài hơn cái bên trong. Mặc thành form váy như này cho em. 350.000. 350.000. Chị Hường Nguyễn để số kìa em ơi. Chị Hường Nguyễn ơi, chị có còn theo dõi live stream không? 350 cành. Quá rẻ cho một cuộc tình. Có size S màu xanh than để em tìm nhá. Chị đơn chị Phan Diệu có cổ nữa không? 350 màu kem. Chờ em một tí để em tìm, chị không tìm chốt lại cho em ấy. Chị Hường không chốt gì đâu, chỉ là để số lấy kia thôi. Ok, chị Phan Diệu hộp đơn này. Chị Phan Diệu ơi, nếu mai phải chia đơn thì chị chịu thêm một chút tiền cước giùm em nhá. Chỉ là chịu thêm một ít thôi. Vừa lấy cái đấy size M nhiều mà. Xong bóc của chị mày cái xanh than này, mận này. Ôi con này đẹp quá, nhưng mà size L này, chị đào chốt con này đi. Thật sự quá đẹp luôn này. Em thích con này lắm đấy. Em mặc một con đấy, giữ một con mặc rồi đấy. Này tay nhá, con này đẹp lắm. 410.000 nhá. Dạ quá dày và đẹp luôn. 410.000 con này nhá, size L. Tuy nhiên người em thì em cũng mặc size L bởi vì em thích kiểu rộng như này. Cái nhưng mà cái này là ưu tiên những bạn nào thích mặc kiểu form suông nhá, kiểu Hàn Quốc ấy. Sang lắm luôn, nhìn đẹp lắm. Đây có cái quả này tháo được nhá. Cái quả này không thích thì tháo ra. Quả bông này 410.000, con này đẹp lắm. Em mặc một cái 410.000 nhá. Dạ dày lắm. 65 cân thoải mái chị ơi. Chị Lam Phong ơi yên tâm là về rất nhiều len đẹp luôn. 410.000 quả này đẹp lắm. Em cũng đang mặc nhá, người em mặc size M chuẩn mà em chốt con này em mặc đấy. Đây này, form suông rộng nên dễ mặc lắm. 410.000, con màu nâu rồi đưa chị mặc. XL. XL đâu bé tí. 410.000 đẹp dã man luôn, con này sang lắm luôn nhá. 410.000. Con này không có SM đâu ạ.
Chị Kiều Trang Dinh chốt 410 này. Kiều Trang Dinh. Em lên một con màu nâu kia. Con này giá ép đấy. Giá ép ma mỏng. Mark XL kiếp nghe vẫn sợ. Con này chỉ tầm size L thôi. L gì form có to làm đâu. Đây ạ. Con này nó ghi là XXL nhưng mà chắc chỉ tầm size L thôi. Chị nào khoảng 62 cân đến khoảng 67, 68 nhá. 60 cân đổ lên chắc cũng mặc vừa rồi. Chị nào lấy dạng này em để với giá là 340.000. Cái trang của chị đâu? Nhìn mày uống chị là khác thôi. 340.000. Xanh rêu mờ để em tìm con đấy, nhưng con đấy thì nhiều. Chất đẹp lắm các chị ơi. 340.000 nhá. Con này em mặc nó hơi bị rộng vai. Ba trăm bốn mươi nghìn. Ai lấy con nâu để 330 luôn. Con xanh này có một con XL này. Ôi, như chị bảo cất con này rồi mà. Đây này. Ôi, trần. Màu đỏ đun. Chị Ngọc Hoàng lấy 340, em để 330 thôi. 330 chị Ngọc Hoàng dồn đơn, có đơn rồi. Các chị mua một lần để quay lại ủng hộ em nhá. Hôm nay bán sale không lợi nhuận rồi nhá. Ê ơi, con này chỉ tầm size ML nhỏ thôi thì mặc vừa đấy. Đây này. Em mặc M chuẩn em vừa nhá, màu đỏ mận đấy. Màu đỏ đun nhá, màu đỏ đun 360.000. 360.000 nhá. Ai lấy comment là 360. Chị Hợp Nguyên Văn ơi, chị hỏi gì em đó? Con này tầm đây 360.000 nhá, màu đỏ đun. 360.000. 360.000 nhá. 360.000. Nơi cuối con đường chốt 360 có đơn chưa? Em lên một con màu xanh than. À, con này là con cổ lông. Chị kia không lấy à? Kiếp mác ghi là 3XL, nghe sợ quá. Nhưng không phải 3XL đâu nhá. Ghi lung tung. Con này thì già. Con này già lắm. Chỉ có ai mua về tặng. Hoặc là các chị đứng tuổi rồi, form này cũng to. Kiểu cho các bà ấy. Treo lấy con này em để 299.000 nhá. Lấy cho chị con nào tươi tắn đây nào. 299.000 này. Có màu đen không? 299. 360 là cái gì nhỉ? Chốt rồi. 299.000 nhá, có cổ lông. Lông này. Đây này, con này ai mua về tặng. Được, lẫn nhầm. Tụt view một phát xuống 127 người xem sắp hết. Thanh Thuy Vu lấy 299 này, ok chị yêu này. Em lấy chị 290 luôn, 290 cho em. Con đỏ đẹp thế. Size M, con này đẹp này. Size M nhá, con này dạ nó không phải là dạ dày hẳn nhưng mà chất đẹp. Đây nhá, form như này nhá các chị. Form váy như này nhá, tay lỡ 360. Ai lấy thêm để 350.000 này, đây. Size M thôi đấy. Đây là em do em mặc cái váy bên trong nó phồng. Nên các chị cảm giác to không phải đâu nếu mà mặc đây này. Đây, nếu em mặc cái váy ôm bên trong thì nó sẽ bé lại ngay. Bởi vì là cái váy bên trong của em nó phồng, em đang bầu. À, lấy con này size M nhá, nó ghi size M luôn á. 350.000. 350.000, ok, màu kem. Trên kia cái còn nâu với kem nhỉ. 350.000 nhá. Đây, thích thì mặc kiểu như này cũng đẹp này. Kiểu mặc kiểu cho vạt nó rủ xuống ấy đây. 350. Thanh Thuy Vu dồn đơn. Thanh Thuy Vu 350 dồn đơn. Hai tả các chị mua hai tả. Em lên tiếp một con buộc eo này. Size 13. Size to phết đấy. Không đến đâu, con này buộc eo mà. Con này chỉ khoảng size L thôi. 57.
Nhưng mà con này nó tầm 57 cân nhen là mặc được rồi. 57 đến khoảng 65 cân nhá. 63 ấy. 56 cân mặc vừa, 55 được đây này. Các chị ơi, biết vì sao em nói thế không? Bởi vì đây, các chị nhìn thấy không ạ? Form nó là form bột eo. Thế nên là chị eo nào, eo nhỏ này thắt vào cho em. Nó là form bột eo nhá này. Mặc cực kỳ gọn nhá, em đang bầu. Mà mặc cái này còn gọn như này. Gọn lắm luôn ý. Gọn lắm luôn ý ạ. Chị nào lấy để 3, để 350 nghìn luôn. 350 nghìn luôn này. Ai lấy comment là 350 kèm số điện thoại nhá. Xanh dê ok chị Thanh Vân. 350 kèm số điện thoại đây này, đẹp lắm. Em đang bầu nhá, mà thắt vào nó còn gọn như này. 350 đó là dạ chết eo nhá. 350, ô con cao này cũng đẹp nhỉ. Đẹp lắm. Con này thì ai mặc cũng hợp luôn, đẹp dã man. Đây thiên về kiểu sang sang nhá, 350.000. Từ bây giờ thế nào các chị cũng chốt. Các chị cái màu này. Nhưng mà size to. 350 chị bình thường này chắc chắn lấy hàng giùm em cái nhá. Chị Liên Vi để em tìm còn đấy, cái kiểu đấy nha em còn. Con này size M này, màu. Con này có cả M cả L luôn ấy. Sale con này luôn nhá, sale con này bình thường là 480 ấy, sale còn 350. 480 sale còn 350 size M, ở ngoài nó là màu này. Ở ngoài nó là màu ghi như này nhá. Màu ghi chứ không phải cái màu xỉn xỉn như trong cam đâu, màu ở ngoài sáng hơn màu này đây. Màu nó kiểu như này này. Đây nhá, cái màu nó kiểu như này nhá. Màu nó kiểu như thế, còn hai chiếc size M luôn hay sao anh chàng? Đó, có cả cúc thay bên trong này. Thì đấy. Có ML. Cái em mặc có cả M cả L luôn. Em sale luôn con này còn 350 nghìn. Bình thường là 480 nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn, chất dạ dày lắm. 350 nghìn. Chị Hải Anh Nguyên dồn đơn size XL. À đâu, size L đây, có con size L đây, size L đây. Cái này có cả M cả L nhá. Có dạ em một lớp ạ, chờ em một chút, cái gì nhà em có luôn. Em còn một con size M nha, em đang mặc này. Ở ngoài màu đẹp hơn trong cam, khẳng định luôn. Trong cam màu kinh vãi trưởng, nó cứ bị xỉn xỉn đi. Ừ. Chị nào đang tìm con dạ đỏ nhỉ? Các chị con màu đâu này? Size L chốt cho chị Hải Anh Nguyễn rồi. Ui con này đẹp quá. Mà size L cơ. 220 tệ. Em một em màu rêu vừa nãy có chị nào chốt hụt không? Vừa nãy cũng có một con này size L. Bây giờ lại thêm một con này 380 này. Lại thêm một con 380 size L tiếp này. 380 size L này. 350 size M kìa. Mina là con màu ghi size M đấy. Em dáng váy nhá, 380, con này là màu xanh rêu, size L đấy ạ. Vừa nãy chị nào chốt hụt, vừa nãy cái này có 5-7 người chốt gì đấy. 380 nghìn nhá. Chị Nguyễn Nga chốt 380. Chị Nguyễn Nga chốt 380 cho em này. Em lên một con màu nâu form váy như vừa nãy nhá. Con màu nâu này vừa nãy bán bao tiền? 350 đúng không? Màu kem ấy. Thì bây giờ bán con này 350. Màu nâu giống con màu kem vừa nãy này. 350 nghìn. Con nào em mặc là form rộng nhá, 350 nghìn. 350 nghìn này. Giống con màu kem vừa nãy. 350 nhưng mà nó này là màu nâu. Các chị ơi đừng mặc cái váy bên trong to to như em. Hãy chỉ mặc một mình nó và đi với giày bốt rất là đẹp. Bởi vì nó là form váy. Nó là kiểu như một cái váy của mình mặc luôn ấy. Nó đây gần như là một cái váy dạ rồi nhá. 350.000 nâu. Ai lấy comment là 350 nâu. Nâu. 350 nâu. 350 nâu cho em này, form váy. 350 nâu nhá, tay này rất là xinh. 350 nâu. Có 350 kéo dạ quá rẻ luôn. Ba năm mươi nâu nhá. Gì ấy?
Lại một con bồ heo à? Đúng không? Lại còn một con bồ heo nữa này. Con màu đỏ đun bồ heo vừa đây có ai chốt không ạ? Có ai lấy thêm không ạ? Vừa đây còn một con bồ heo này, còn một con nhá. Đây này, con màu này đẹp lắm luôn. Đây là màu kiểu đỏ đỏ. Đấy, em mặc thử lại. Hồng Nhung ơi, Hồng Nhung hỏi hỏi gì đấy? Cái gì đấy? Màu rêu à? Sao sao gì? Cả hai cái đều XL luôn á. Chất dạ chị ơi. Không được cái dạ rêu thì không đến phần. Ông thích cái dạ váy rêu vừa nãy đi, để tôi tìm cho. Chắc là còn đấy. Phương ơi Phương, bây giờ tập kia có nhiều màu đen này. Mới phát hôm nay hết này. Ôi, con màu ghi đẹp thế. Độ dài. Đây nhá. Con này là con buộc eo này, size L. Đây nhá, nhưng mà xinh lắm. Kể cả là ai mặc size M mà thích thì vẫn mặc đồ vịt chất eo này, mặc cực kỳ gọn người luôn. 350 thôi. Ai lấy con đỏ rượu này comment là 350 kèm số điện thoại giùm em. Cái gì đấy? Chắc rồi không? Đừng có ấy với điện thoại chị. Ba năm mươi em. Đẹp lắm này, form váy. Đang bụng bầu nhá. Dạ váy size L có màu đen hoặc mận không? Hôm trước có đen nhưng mà đen em hết rồi. Trấn Hồng Nhung. Gì đấy bà Hồng Nhung. Con này đủ size á? Size gì? Chắc không? Con nào em mặc này? Ôi con này cũng đẹp nhưng mà không có khuy đâu. Nó là kiểu khoác như này nhá. Có MLXL. MLXL 340 một cái. MLXL chất quá đẹp luôn. Các chị mua con này chỉ có hời thôi nhá. 340 kèm ML hoặc XL. Còn thấy Nguyên Khanh. Có thấy Luyến Lợi này. Có thấy Huyền Trang. Hết rồi ạ. MLXL nhá, MLXL 340 thôi. Đủ size MLXL luôn nhá. Em đang mặc size L hơi rộng. Bạn đặt cái gì ạ? Vừa nãy chị đã chốt cái gì đâu ạ? Con này xinh mà. Chẳng qua đang mặc cái váy của em không hợp thôi. Mặc với một cái chân váy ngắn ngắn. Hôm nay hợp lắm, hoặc là quần bò. Có thấy chị Trần Thanh Hoài. Các chị có hỏi gì đâu mà có hỏi có thấy chị không nhỉ? Con này size M nhá. Con dạ váy này size M. Bạn chốt đỏ 420 nhưng mà cái đỏ đấy của người khác, có cái đỏ 420 còn đấy. Chắc chắn luôn cái đỏ cổ, cái đỏ 420 thì còn một cái cùng size này luôn. Ô, em mặc chật rồi. Con này dáng váy nhá, em mặc bị chật với bụng bầu này. Thôi đừng giúp mấy con khăn ra nữa. Dáng váy màu đỏ cam này. Đây. Dáng váy luôn nhá. Dáng váy á, 385.000. Con này 385.000 cho em, à 380.000 cho em này. Với chị kia hỏi size M à? Có con size L. 380.000. Chị ơi chờ em để em tìm đã. Em ơi em tìm con nào màu đỏ mận ý. Cái áo lông, áo bông này không ghi à? Tay màu ghi, chị đang hỏi cái tay màu ghi kìa. Cái 420 ấy, cái đấy là màu đỏ mận và tay chắc chắn nó còn không? Thích lóc 3-4 cái. Tìm màu đỏ giống cái màu đấy rút ra thì mới đúng. Chị Hạnh Vũ 380 thôi chị nhá. Chị Hạnh Vũ 380.000. Em mặc con này cũng chật. Thôi cho tôi con màu nâu kia xem nào. Cho chị con màu nâu. Đây là con màu hồng.
Như con nâu, như con kia có con nâu, nâu hay đen nhỉ? Thái của mắt. Con này dạ gai nhá, 299.000 thôi. Đấy là con trái tim tiếp hay sao ấy? Hình như con đấy vừa đây có mấy chị chốt liền. Có size M không? Size M có mấy chị chốt liền. Dạ suông dáng rộng này, con này dạ gai 280 thôi. Sale nhanh 280.000. Chị nào lấy comment là 280. Đồng size L. Size M nhiều người chốt. 280 vừa đây size M bao nhiêu người chốt? 280 nhá. 280.000. Size L nhá. Size L. Ôi con này đẹp đấy, đưa đây. Size gì ấy? L đưa đây. 280. 280 của Nini. Nini à? Em ơi xem con đỏ kia size gì, có một chị đang hỏi size M kìa. Con đỏ chữ D kìa. M M à? Chị Nguyễn Hương à? Chị Nguyễn Hương ơi, chị có còn ở đây không? Có phải chị tìm cái màu đỏ size M không? Đưa từ từ lại đi, mình chị hỏi chị đi, đưa đây, đưa đây. Con màu xanh này còn một con size L này. Sale còn 420.000 thôi. Tay Ngọc nhá, con này hôm nay được sale, hôm trước có các chị mua toàn 499.000 nhá. Còn đúng một con em sale còn 420.000 size L. Ok, đây chị Hồng Nguyễn ơi, con này nhá, size M đúng không? Em bóc cho chị xem. Ok, chị Hồng Nguyễn cho em số đây. Con này là 300 mấy? 306, chị nhớ, 306 đây. Chị Hồng ơi, chị lấy con này size M đúng không? Thanh Nguyền, chị Thanh Nguyền lấy tay ngọc 420. Thanh Nguyền lấy tay ngọc con màu xanh này, 420.000. Đây, Thanh Nguyền. Ok chị Hương ơi, chuẩn con tác D này chưa ạ? Con tác D này chuẩn, đã chuẩn chưa ạ? Ok chị Hương Nguyễn này. Chị Hương Nguyễn là 360 con dạ đỏ này. Xem mở chị Hương Nguyễn. Màu đen này. Đen hay mận gì đấy? Ôi màu mận. Màu mận dáng váy 380 này. Size L tiếp. Màu mận dáng váy 380 size L. Con này giống con màu xanh rêu ấy ạ. Giống con màu xanh rêu, nó là màu mận. Con này nhiều người hỏi dã man luôn, 380 size L. Ok chị Hường Nguyễn. Đây. Con này form váy nhá. Các chị ơi, về lô sau cực kỳ nhiều size S luôn, em đặt hàng rồi. Mận 380 để số đi ạ. Mận 380 dáng váy giống con màu rêu đấy ạ. Màu này ở ngoài đẹp hơn, trong cam cực kỳ nhiều, màu này ngoài sang lắm. Trong cam nó bị tối. Chị nào lấy để số đi ạ, mận 380 để số cho em nhá. Ai để số cho em chốt người đấy đây. Con đâu à? Size L à? L và XL ạ. Khác nhau à? Cái tác à? Ừ, khác đấy. Mận 380 chị gấu con chắc chắn giùm em nhá. Chị Nguyễn Khanh ơi, chị đặt cái gì đâu ạ? Thế này em đọc tên ý thì mới là chị nhá. Con màu nâu này, đây là chị đang mặc L à? Có L và X và XXL. L và XL sale con nâu này còn 350.000. Nó có cái tag nhá. Nâu này sale còn 350.000, có L và XL, đây là một lớp ấy. À không phải một lớp. Mà chất đẹp lắm, mịn này. Ai lấy con này? Ai lấy con nâu này comment là 350 kèm L XL cho em nhá. Như em mặc L hơi rộng này. Khoảng hơn 5-7 cân là mặc được. Có thấy Hương nấm. Mặc xuông rất là xinh, màu nâu. Ở ngoài màu nâu đẹp hơn nhá. Là nâu sáng sáng. Không phải là cái màu nâu tối tối đâu ạ. Kèm size cho em đi chị ơi. Mận 380 hết rồi ạ. Để em tìm xem còn không. Nhưng mà không có size.
Các chị kèm size cho em đi. 350 này em có còn một con L, một con XL à? Đúng không? L và XL nhá. L và XL này 350.000, chất da đẹp lắm. Chuẩn, đây là size chuẩn đấy. Để tôi tìm cho. Hết rồi tình yêu. Chị Hoàng Thanh lấy 350 size L nhá. Rồi chị Hoàng Thanh, size XL có ai chốt không ạ? XL có ai chốt không ạ? Một con màu rêu dáng váy hết dài. Hết rồi, để em tìm. Ui dồi, này. Con L màu, à đây là size M này. Màu rêu dáng váy size M. 380. Cái này để bán 4 lít các chị chắc vẫn chốt bán rẻ quá. Màu rêu dáng váy nhưng mà size M thôi. Ừ, size M không cài khúc luôn. Size M này. Size M. 380. Size M 380. Con đấy đi chứ gì đã cắt rồi. Hết chỗ à? 380. À đây đây đây. Chị gì nhở? Chị gì mà cứ bảo có chốt cho chị không nhỉ? Con 420.000 này. Đấy, chuẩn nó. Ôi, mà size XL cơ em ạ, to lắm. Vừa lấy XL à. Để em mặc thử con này nhá, đẹp lắm. Đừng chạm vào điện thoại chị. Cứ phải chạm vào cái dây của nó. Đất xuống rồi. Hoàng Thanh cao 1m647 cân rộng bạn ơi. Em mới hủy đơn Hoàng Thanh đi. Đã bảo là mình cao 1m657 cân rồi. Thì bạn nhìn, bạn phải qua nhìn qua rồi mình với. Chị Hạnh Vũ cho con màu rêu nhá. Ơ, chị Hạnh Vũ cho một con này rồi sao nhở? Không, hôm trước cơ. Em check inbox chị Hạnh Vũ nào, xem có phải chị chốt một con màu rêu này rồi không? Chị Hạnh Vũ ơi, hôm trước chị chốt một con này rồi sao ấy? Check inbox chị Hạnh Vũ nào, xem chị chốt chưa? Có cho chị cái màu L, size L kia đây, có một bạn nữa, vừa nãy cũng có 2-3 bạn chốt đây. Size L đúng không? Kiểm tra chị cả. Mà con này nhá, con này đẹp lắm. Cái đó vừa nãy có L nhưng bây giờ hết rồi chị ạ. Thấy chị xem nào. Thấy chị xem nào. Thế chắc là màu đen rồi. Thế thì em để cho chị Hạnh Vũ cái màu rêu này, ok. Chị Hạnh Vũ con rêu 38. Tức là của chị có cái màu đen giống hết kiểu đấy hay sao ấy. Giờ cũng dáng váy như thế. 38. À không, nhưng mà hình như hôm trước chị cái màu đen dáng váy của chị nó giống hết kiểu đấy. Nhưng mà nó màu đen thì chị có muốn bỏ cái đấy ra không ạ? Bởi vì em nhớ chị có chốt dáng đấy rồi. Như cái màu đen dáng váy và hôm trước chị chốt một cái màu xanh than cổ tàu. Con này là 420 nhá, con này hàng hịn luôn nhá. Nhưng mà đây là size XL ấy, size hơi to ấy, con này phải 62 cân đến khoảng 75 cân. Bởi vì nó là form suông nên mình mới bảo là 62 cân vừa, kể cả như mình 57 cân mình vẫn mặc cái kiểu form rộng như này nhá. Tùy vào cách mặc của mỗi người thôi, bởi vì nó là vai suông ấy, nó không có vai ở đây, thế nên là cái cân nặng nó thoải mái lắm, 400 mấy nhỉ. Nhanh thế, có 10 giờ kém không? 420. Ok, chị Nguyên Khanh 420, chị chắc chắn lấy giúp em nhá. Chị chắc chắn lấy giúp em và mặc lên là form rộng như em mặc đấy ạ. Chị có quen mặc kiểu đấy không ạ? Bởi vì nếu chị không quen mặc form rộng thì sẽ không mặc được kiểu như này đâu ạ. Ok, chị Hạnh Vũ, nhưng mà cái màu đen em gửi rồi. Em cứ cho chị cả rêu nhá, thì về có cả đen cả rêu thì chị mặc nhá. Bởi vì em cho sao, ok chị Nguyên Khanh chắc chắn giúp em cái này. Bởi vì em đang bán sale nên ngày mai sẽ không có thời gian quay lại đâu ạ. Em chốt lại con này size L này, size L giá. Hả? Con này là 360.000 size L. À 350.000 quên. Sao mày đọc 360? Chị hỏi em giá đấy. Nâu là 350. Con
con nâu này có cả L cả XL 350.000. Đây nhá, 350.000 ạ. Ô, ok chị Hạnh ơi, bởi vì em thấy chị có kiểu đấy. 350. Có thấy gen Zenily nhá. Dáng váy ok, chờ em một tí. Gel mờ váy hết rồi cả nhà ơi, để em tìm từ từ, để em tìm, yên tâm. Kiểu gì cũng còn nhưng không biết đang ở đâu thôi. Một con màu lạ nhưng mà size L này, con này hôm trước con có con size M bán mất rồi. L nâu Thu Hằng. Ơ, Hoàng Thanh ơi em bị rộng. Hoàng Thanh ơi áo này bị rộng nên mình hủy cho Hoàng Thanh rồi nhá, không về không mặc vừa mất công ra. Bạn chỉ mặc khoảng size S hoặc size M thôi, size M. Ô, con size này đẹp lắm luôn này. Màu ngoài đẹp lắm các chị ơi. Màu ngoài là màu xanh như này nhá, đẹp lắm luôn. Size L này. Con này đẹp lắm luôn. Em này đẹp lắm luôn này, 410.000 cho em nhá. 410.000 bị nhăn mất rồi. Màu ngoài đẹp lắm nhưng mà size L. Nhưng mà tầm cân nặng em là mặc được rồi. Chị ơi cái đấy hết rồi, chỉ còn một cái nữa. Ok size L vẫn đây nhiều lắm chị Diệu Tam. Con này màu xanh cực kỳ đẹp luôn này. Chị nào tin em chốt con này nhá, nó không phải màu như trong cam. Ở ngoài màu cực kỳ đẹp, chị nào lấy em để 410.000 thôi. Con này đẹp lắm, bình thường chị đi mua con này tiền triệu chắc chắn luôn. 410.000 màu nó không phải xì xỉn trong cam nhá, khẳng định là đẹp là đẹp hơn. Khẳng định luôn nhá. Chị nào chốt con 410.000 này thì comment cho em này. Chắc chắn lấy thì hãng chốt, đấy là lời khẩn cầu nhá. Đừng có, ôi con màu kem bỏ ra mặt đi. Ở ngoài là màu đẹp lắm luôn ấy. Con này năm đổi cái gì em ơi, chị bảo chị không đổi cái gì hết nhá, em không lấy chị hủy đơn ok. Hồng Nhung chốt size L 410. Chị em nói luôn từ đầu là chị không đổi cái gì nữa rồi nhá. Màu kem. Size L bây giờ này muộn rồi em quay nhanh nhá. Các chị đừng có chốt con nọ được con nọ con kia xong lại đổi mất công á, người ta mặc đi mặc lại nó đi nói lại chứ có phải không đâu. Con màu kem này. Có thấy Gian Linh nhưng mà bây giờ phải đi tìm. Khổ. Cái dạ đấy bây giờ em phải đi tìm nhá. Chắc chắn là còn nhưng mà không biết nó đang ở phương trời nào thôi. Mấy trăm cái kia nghe không còn cái nào như thế. Con này size L, màu kem. Form cực kỳ đẹp luôn nhá, tay này. Form cực kỳ đẹp luôn nhá, form cực kỳ đẹp, 395.000. 395.000. Chị nào lấy comment là 395 kèm số điện thoại. Zenily ok, Zenily lấy L kem này. 395.000. Lấy Zenily 390 cũng được. 390. 410 L hết rồi chị yêu ơi. Con này size M này, màu đỏ cam. Màu đỏ cam size M form suông. Màu đỏ cam nhá, size M form suông. Đây. Con này còn chưa rạch túi, các chị về rạch nhá. Màu đỏ cam ở ngoài đẹp hơn trong cam đấy ạ. Em này nhá, 370.000, chất cực kỳ đẹp. 370.000, ai lấy comment là 370 kèm số điện thoại. 370 kèm số điện thoại. Ê, em ơi. Phương ơi kìa, ở kia có mấy cái bộ kem này kìa. Kìa, kem đâu rồi? Rắc đầy đúng không? Xem mờ. 370.000. Đỏ cam chị Vũ Hải, ok, chị Vũ Hải này 370.000. À, đúng không nhỉ, 370 đúng không? Chị Vũ Hải, em ghi đơn đi. Ghi đơn thì em biết cái ghi không? Vũ Hải thôi mà. 370 nhá, thật nhầm. XXL nhưng mà làm gì đến XL. Con này giống con màu be 350 lúc đầu này. Mark ghi XL nhưng không phải XXL đâu. Có qua chị. Đây nha, Mark ghi là XXL giống con kem vừa nay 350 có ai nhớ không? Toàn là ép chứ đâu. 350.000. Ai
nay lấy comment là 350. 350 kem. Ai cũng thấy mình trước thôi ạ. 350 kem Mark XXL nhá, nên người chị nào to to mới mặc được. Hả? Có hai cái cùng size à? Cái này còn hai cái nhá. Còn hai cái. Linh Chi 1. Em ơi, kệ đi em, kệ đi. Có gì chị đọc cho. Linh Chi 1 em ghi đi. Em làm túi cái kia chưa? Ừ, đây Linh Chi 1. Trở về chỗ đi. Em ơi, chị 57 cân nhá. Chị 57 cân thì em kém chị có 1 cân thôi. Thì nó cũng xem đây. Chị 57 cân em nhìn người. Người chị là ra chị 57 cân chuẩn luôn. Vừa đi cân xong. Thì em có lấy không? Ôi dồi ôi, chị năm bạn bạn Linh Chi 56 cân, cao 1m58 thì người to hơn cả mình, tức là sẽ vừa hơn cả mình. Bởi vì mình cao 1m6. Thực ra là cũng xem. Linh Chi có lấy không ạ? Kem này 300, 350. Cái kem này 350.000. Còn một cái vai này, ôi vừa lại chốt tranh nhau nhỉ. Chụp người chốt. Sợ vậy. Chị Nguyễn Nhung lấy 350. Đây nhá, người em là 1m6, 57 cân mặc. Tức là các chị phải hiểu là đây đều là dạ đẹp, dạ hàng công ty của bên Quảng Châu ấy. Xong rồi có thể là người ta dập nhầm sai rồi người ta xả tuồn ra ngoài thôi. Chứ bình thường em thề các chị đi mua cái dạ này không bao giờ có giá này. Huống chi gì là em nhập về em bán cho các chị cái giá đấy à. Màu đỏ L này, đây. XL này. XL này, đây, giống nhau đấy. Size M. Am không? Ừ, cái này chị lấy rồi. Màu nâu có size L và XL này. Con nâu này nhá, có L và XXL. Cái gì đấy? Chị Vũ Hải ơi, sao đấy? Váy len hẹn mọi người ngày mai nhá. À ngày kia chứ quên. Đây ạ. Con này size L này, người em mặc size M chuẩn, em còn vừa vì bụng em đang bầu. Gì đấy? Sao bị con bị ẩn comment là khách đang nói gì đấy? Chị không hiểu. Con này có L và XL nhá. L và XL. L và XL ạ. 370.000 quá đẹp luôn. 370.000 cho em này, L và XL. Nhanh cho em, mẫu này đẹp lắm. Khách nói cái gì chị không hiểu. Size L này khoảng 57 như em là vừa đây này. Bụng em đang bầu. Kem 350 hết rồi chị yêu ơi. Giá nào? Con nào vậy? Dạ chốt con nào vậy? Nâu L của chắc là hiểu nhầm thôi chị ơi. Phạm Thảo Mai bao tiền? 37 à? 37 đúng không? 37. 37 nhá. 370. Chị Phạm Thảo Mai lấy con nâu này. Còn ai lấy con XL không? Em mặc thử XL nha, không to lắm đâu các chị ơi, bởi vì đây là dạ eo. Có thấy Hiền Nguyễn. Chị Thanh Vân ơi, chị thích dáng này size M à? Có màu đỏ dáng, cái dáng này size M này. Dáng này màu đỏ size M có. Mà size màu đỏ có 360 thôi. Em mặc thử XL các chị coi nhá, nó không rộng lắm đâu. Bởi vì nó form eo, form vừa người. Bởi vì cái màu này đẹp quá. Con này chỉ khoảng chị nào khoảng 63 cân đến khoảng 62. Đây này, em mặc nó cũng xem không à. Bởi vì là form này là form eo, size XL này. Đây chị ơi, chị Thanh Vân ơi, chị có lấy cái con này size M không? Con này 360 này. 360 size M, chị Thanh Vân có lấy không? Con này thì quá đẹp, con này kiểu này dễ mặc. Anna Ha hôm trước bao nhiêu size thì bà không xem. Đây chị Thanh Vân ơi, con màu đỏ nhá.
Màu đỏ này là 360 thôi, size M đấy. Em màu nâu này là 370.000. Nó ghi là size XL. Nhưng mà không to quá đâu ạ. Người em mặc size M chuẩn thì hơi rộng thôi. Nên mọi người không sợ đâu ạ. Chị bình thường là XL, chị bình thường có đơn rồi. 370. Cho vào túi nhá, cẩn thận nhá, nó xù hết rồi. Thế chị bảo. Thế bọn mình phải phủ cái gì lên đây này? Màu rêu dáng ngắn size M á. Chờ em một tí nhá. Con này size M có nên bao nhiêu người hỏi nè. Ok, 360 đỏ M chị Thanh Vân này, còn đúng một cái. Chữ D này. Đỏ M 306 chị Thanh Vân đấy. 36. Ơ thì bọn em ghi chị Nguyễn Đường 3 tiền 36 hả? Đúng không? Con trái tim size M này bọn em có ai chốt không nhỉ? Ê, trái tim size M sale sale 3 tiền sale từ 400 ấy. À sale từ 408 ấy. Còn trái tim à? 36 à? Trái tim còn cả M cả L nhá là 306 sale từ 408 nhá. Sale từ 408 còn 306 này. Đỏ M còn không mình lấy để em tìm nhá. XL. Em ơi đỏ M còn không? Vừa nãy em tìm thấy một cái trong này đúng không? Không, em còn tìm thấy một cái nữa, em bảo à chị biết được lấy rồi ấy. Nhiều mà, cái chữ D đấy nhiều mà. Cái form này dễ em mặc nên chị lấy cũng nhiều ấy. Ui có một con size S này. Đỏ S này. Tìm đi. Có chắc chắn còn. Chị Huyền Nguyễn chờ em một tí. Ôi mấy con màu đen, à con này là dáng săn. Cái con này em nào. Thu Hằng lấy size M từ. Gộp cái da kem tớ chốt và cái chai nail 79k vẫn đang giữ đó. Áo này có M và L, cái đơn nó giữ chiều này. Áo này có M và L này mọi người ơi. Chị Thu Hằng ơi, để im để em tìm nhá. Con áo em mặc có cả M và L đẹp mà. Con này màu ở ngoài đẹp lắm đấy. Đang sale từ gần 500.000 xuống còn 360 thôi. Có một con màu kem đẹp dã man này. Nhưng mỗi con là size to. Không thấy à? Đấy, chị thấy mấy đứa xếp ở trên này này. Có một cái chữ D. Con này đẹp, mỗi tội là size to nhá. Đây con này có đai nhá. Chị nào mà lấy em để với giá là 310.000. Con này có đai. Chị nào lấy em để với giá là 299 nhá, quên. 299.000. Nhưng mà size to lắm, XXL ấy. Đây. Có đai nhá, 299.000. Nhá. Đoàn Thanh Hà chốt 299 nhưng mà sai to đấy. Em mặc con đỏ này có một con S này. Con đỏ này có S, XL. Con đỏ này có L, S, L và XL. Nhưng xe M lại không có. Con đỏ này cũng 360 đây. S thì em mặc chắc hơi chật rồi. Mặc thử cho các chị coi thôi. Ôi, xe S chẳng còn chật. S này, có SL và XL nhá. SL và XL. SL và XL này, con này S này. Để em tìm chị Thanh Vân ơi. SL và XL nhá. Size S đỏ Anaha. S đỏ Anaha. Còn một con XL và một con size L. Size S, hết.
size L cũng không bị to quá đâu ạ. Size L khoảng 57 cân cũng mặc được rồi. Bởi vì form này là form eo chứ không phải là form rộng. Size S hết rồi nhá, còn đúng một cái thôi. Đây. Đây này, size L em đang mặc này khoảng 57 cân là vừa rồi. Có L và XL nữa nhá. 360 XL hoặc XL. 50 cân mặc L hơi rộng. Mình là 57 cân, tức tất nhiên là 50 cân. 50 cân mà cao thấp thấp hơn ý, tức là ví dụ bạn 1m5 mấy thì vừa. Nhiều lắm, ở đây đang còn mấy trăm cái dạ cơ ở nhà. Con dáng dài nhá. Size L, xem con kia size gì. Giống nhau sao nhỉ? Dáng dài cho chị nào từ 1m6 đổ lên này. Size L bé lắm, size L là chỉ khoảng size M là mặc vừa rồi đấy. Em mặc vừa in luôn. Mặc vừa in mà em còn cao nhá. Đây. Em này chị nào lấy em để 380.000. Có size nhưng mà đây là nó xẻ nhá này. Xẻ đấy nhá. Xẻ cao phết đấy. Có L và XL 380. Ai lấy comment là 380 kèm một size. 380 kèm size ô khổ lắm cơ, tôi có tìm được size cho mọi người đâu. Nhấc được cái nào thì quay cái đấy thôi. Bởi vì tìm size lâu lắm mà tối này không có nhiều nhân viên đâu mọi người ạ. Chị khẳng định với em là còn con màu đỏ. Chắc chắn luôn. Con màu hồng mà chị tưởng chốt rồi. Con màu hồng tiếp một con màu hồng size L 299.000 này. Con này giống con màu hồng hồi nãy à? 299 đúng không? Dạ lông size L 299.000 màu hồng. Con này thì mặc form kiểu Hàn Quốc nhá. 299.000. Chị Trương Lan hôm nay chưa chốt được gì à? Size S 380 là cái gì? Làm gì có cái là size S38 nhỉ? Hồng 299. Em chốt cho ai chốt này. Đọc đi chị trả lại, đóng mắt. Ui con này dáng dài màu đỏ cam này, con này quá đẹp luôn này. Con này bình thường phải bán 550. Em sale còn 420, chị nào lấy nhá, quá đẹp luôn. Size L như size M là mặc vừa rồi. Đẹp lắm, màu đỏ cam, màu không bị chói như trong cam đâu. Hả? Cái gì? Lan Lan nhá, ok Lan Lan. Đây. Lấy Lan Lan 290 em. Quen đúng không? Con này nhá, 420, chị nào mà cao cao như em mặc con này quá đẹp luôn. Con này bình thường là bán 550 đấy ạ. Có thấy Huyền Trang. Tại tôi nhìn sau, tôi nhìn xa nên không thể trả lời hết mọi người. Con này đẹp lắm. Thật sự, chị nào tin em thì chốt con này đi. Chất đẹp dã man, màu ngoài cũng đẹp dã man luôn. Em mặc hơi rộng thì chắc là 6-3 cân cũng vừa đấy. Đẹp lắm. Cún con dễ thương, chốt 420. Màu rêu nhá. Con màu rêu này cái XL nhưng mà chỉ tầm size L thôi này. Form suông rộng như này nhá, đây. Form suông rộng như này này, như cái áo tặng lúc đầu thì phải. Đây. Đây nhá. Form rộng như này nhá. Size nó ghi XL nhưng mà không đầy nữa. Chị nào lấy áo này em sale nhanh còn 350.000. Tôi xin anh còn 340 đi cho nhanh này. 340. Ai lấy comment là 340.
340, ok em biết rồi chị ơi. 340 này, 340 với lại ZUM nhiều lắm. 340 cho mày chốt không? Hai đứa lại quay muộn một tí được không? Em ơi em phải về không? Em ở đâu ấy? 340 Hồng Nhung gộp đơn. Ê giống hệt con vừa nãy size L này, vừa nãy chị đã chốt nhở. Đây nhá, con màu cam vừa nãy em tìm thấy một con size L đây rồi. Con 400 mấy kia còn ai lấy không ạ? Con cái con 420 đẹp đẹp bên này. Còn ai lấy không? Size L luôn, bằng size của nãy luôn. Còn ai lấy comment là 420 giùm em kèm số điện thoại nhá, con này cực đẹp luôn này. Một đồ luôn đẹp ấy. Đang tìm sao cho khách đây, mệt quá. Về trước đi. Chị về nhờ. Size M này. Không đủ nhân viên em ơi. Không đủ nhân viên, buổi tối cho chị ít người. Ôi size M là chỉ bằng rẽ thôi này, bé lắm em ơi. Chị mặc đâu vừa đâu. Size M là khi chỉ bằng rẽ thôi, tôi mặc chật ních luôn. Size M dáng vừa bằng chỉ bằng rẽ tầm tầm đấy thôi nhá. 340.000. Con này chỉ thấp bằng tầm bằng rẽ thôi. 420 chị à. Liên Vi, ok chị Liên, Liên Vi con này quá đẹp luôn, gầy lắm. Liên Vi chốt con này nhá. Ở ngoài màu không bị như trong cam đâu, mình khẳng định luôn. Về đi. Ok, chốt cho Lanh Nguyên nhá. Lanh Nguyên gộp đơn gì nhờ, có quần áo dày. Lanh Nguyên chốt con này nhá, 330 thôi nhá. Dạ mỏng nhá Lanh Nguyên ơi, không phải dạ dày đâu nhá. 330 thôi, Lanh Nguyên. Gộp một cái gì đấy. Tiếp một con dạ màu lạ vừa nãy cũng 420 à? Thương có nhớ con này không? Chỉ là con dạ màu lạ ấy, đáng là 500. 420, 401 gì đấy. Con này màu quá đẹp luôn, với chị nào tin mình mà chốt đi nhỉ? Đẹp vãi chưa? Con này cũng 420.000, màu này đẹp lắm này các chị này. Ở ngoài là màu xanh min nhá, 420 tiếp này, size L tiếp. 420 size L. Chờ chị một tí Trang ơi. Bây giờ đang loạn hết cả lên rồi. 420. Mấy em mới không được về muộn, khổ. Đây này, màu đẹp lắm. Màu xanh kiểu xanh min nhá, không phải như trong cam một tí nào luôn. Không phải như trong cam đâu. Không có màu đậu nhưng mình cam kết với mọi người là màu này ở ngoài đẹp lắm. Thu Hằng nhá, ok Thu Hằng chốt 420 này. Dạ không chị Yến Lê. Thực ra là 42 cân chị cũng mặc vừa size này đấy. Bởi vì nó là dáng suông, Thu Hằng 420. À đây, hôm nay tôi đi tìm bọc nỉ này bà Phương ơi. Chờ tí em tìm cho mọi người nhá. Sêu tiếp con màu hồng này. Màu hồng là sêu hết, mình ghét màu hồng. Ôi, những con màu hồng này đẹp quá. Màu hồng này 165. Con này nhá, chả thấy ghi sai sủ gì. Chị em mình có nên ra đóng cửa không? Mà bây giờ ai đóng cửa thì ai làm. Em sợ với đài. Ai con trong nhà. Hay chị mở camera lên. Hả? Mở camera ngoài cửa lên. Hả? Bố bảo cũng chẳng bảo. Bố mày không tha cho thằng Mạnh. Con này nhá, 350.000. Màu hồng. Con này chỉ tầm size ML là vừa này. 350.000 màu hồng nhá, form rộng. 350.000 màu hồng, đây là form Hàn Quốc. 350.000 hồng. 350.000 màu hồng nhá.
của đai bụng bụng à? 350.000 Hồng. Ai lấy để 340 luôn cho nhanh. Ok, Nguyễn Ngọc Phượng có đơn chưa? Nguyễn Ngọc Phượng này. Một cái dạ dày như thế này cứ để giá 350 em ơi, rẻ quá rồi. Không nỡ bán nó rẻ hơn thể luôn, sale. Nhưng em đi tìm cho các chị cái này nhá. Em đi tìm con M kia cho các chị nhá. Ui, vẫn còn con 420 này, size L này. 420 vừa nãy chị nào chốt hụt nhỉ? Ôi, pin yếu. Chứ rồi sao không vào, sao không vào. Vào mà sao cứ vẫn 20% nhỉ? Chắc là nó không lên được pin thì mình cứ vừa quay để sáng màn hình. Nổ gỗ nó mày. Con size L này nhá, em đang mặc một cái 420.000. Chất quá đẹp luôn, bình thường là hơn 5 lít. 420.000 nhá. Này có quả bông này tháo được nhá. Con này đẹp lắm này, size L. Em cũng đang mặc một cái nhá, giữ một cái mặc rồi đẹp lắm. Mặc dù em không thích màu đỏ nhưng mà cái này phải giữ lại một cái mặc thì các chị biết rồi, đẹp lắm. 420.000. Em mà tìm được con size M, các chị chốt ngay. Chị Nguyên Xuyên, ok, vào đây hình như chị Nguyên Xuyên chốt con này. 420 chị Nguyên. Mua được dạ đẹp giá rẻ, nhớ về feedback cho em nhá. Đây con gì? À đấy, con đỏ size M đây. Vào đây chị nào chốt con màu đỏ size M 360 nhỉ. Mà con này là không tác, à không, con này là lúc đầu ấy. 299.000 size M. Con này là 299 nhá, hàng sale. Size M 299.000 này. Ai chốt comment là 299 size M. 299 size M nhá. 299.000 size M. Ý nhắc chị bảo này nhá. Size M 299.000 này. Bé theo chút xem màu. Con màu này đẹp thế. Màu rượu này. Cái này mùi một cái sao chưa thấy. Bà Huyền Nguyễn kia sau rồi. Bé theo ơi, có chắc chắn lấy không? Ôi con này đẹp quá. Ôi con này là con siêu phẩm nhà em đấy. Ít lắm. Mắc cái XL đi thì size L thôi, nhưng mà con này đẹp lắm các chị ơi. Bốn trăm rưỡi nhá. Chất thì nó cũng xem những cái 420. Nhưng mà vì kiểu độc và lạ, nó có cái tay này. 450, 440 thôi, ok rồi, 440.000. 440.000. 440.000 nhá, đây, như người em mặc size mờ chuẩn, em mặc khá là vừa. Nhưng con này tầm size L là mặc chuẩn nhất. Ai hay mặc size L là chuẩn nhất. 440.000 nhá. Đang tìm đây, khổ. Ôi cài lệch khuy. Này. Chất dạ đẹp lắm. Chị Hạnh Vũ ok, chị Hạnh Vũ này 440 này. Màu đẹp lắm, ở ngoài nó là cái màu. Em không biết diễn tả cái gì luôn. 440 chị Hạnh Vũ ơi. Phải thêm túi, chắc là phải thêm túi của chị vào hai cái dạng. Cái dạ váy vừa nãy, à không. À đúng rồi, con dáng váy vừa nãy này. Con dáng váy 385 vừa nãy này, size L này. Con dáng váy vừa nãy nhá, 385.000. Con dáng váy mà có hẳn cái đuôi như này này, đây này. Mà con này size L 385. Chị nào lấy comment là 385 kèm số điện thoại. Này.
mất thời gian. 385, chất đẹp lắm. Dáng váy 385.000 size L. Trần Ngọc Uyên Phương trên vào không còn chỗ để nữa. Đây nhá, con này 385 này, chị đào chốt comment 385 mặc suông cũng đẹp. Sáng size L. Nhưng mà người em size M mặc được đây thôi. Bụng chị nào bự bự một tí như thế này thì cũng mặc được. Minh Nguyệt Nguyên Thi chốt 385 đẹp luôn chị ơi. Con này bình thường phải 5 lít tí. Các chị ơi nhớ mua dạ đẹp thì về viết bác cho em nhá, cho em vui. Vì bán này không lãi đâu. Minh Nguyệt Nguyên Thi chốt 385. Con này có hết, vừa đấy có size M mà bán hết rồi chị ơi. Để em phải đi tìm thôi. Đi mò mẫm. Mò con nhà bà mẫm. Màu xanh than này. Size XL khiếp. Và con size to sợ thật. Đây nhá. Con này nó không có khóa nhưng mà nó hay một điểm này, đây các chị ơi. Form suông mà nó có cái này nhá. Chỉ này. Con này size XL chỉ bằng size L thôi, mặc xinh lắm này, màu xanh than. Màu xanh than, chị nào thích khoác nhẹ nhẹ chốt con này nhá, đẹp lắm. Em mặc màu đen bên trong nó không nổi. Chị nào lấy con này em để 350. Ai lấy comment là 350 giùm em nhá. Màu xanh than có quả lắp này. Màu xanh than. Ủa. Màu xanh than có quả lắp nhá. Con này là dạ hàng Quảng Châu mà. Bình thường em mặc size gì thì em mặc size đấy luôn. Nhiều khi con nào form bé thì sẽ mặc đến size M đấy. Bởi vì 350 con này đẹp đấy. Con này đẹp lắm. Hay chị để mặc à? Ở ngoài mình thấy được ý, trong cam thì nó bị tối ấy. Cô em về mộ ra đây chưa? Hả? Chị mộ mất một câu đi. Phải gặp bố mẹ thương cảm, chị đang bầu, không có thời gian làm gì rồi. Nên bố mẹ ơi, bố mẹ đừng mắng con nhé. Bởi vì bán hết xe hết rồi. Con dạ màu xanh 200 sale còn 290 cho cả nhà luôn nhá, màu xanh bạc hà. Chị có size M màu D ok chị Thanh Vân. Con này size L rồi. Nhưng mà size M mặc được rồi, form rộng nhá. 285.000. 285.000 nhá, form được mấy cái vừa nãy đấy. 285. Ai lấy comment là 285 giùm em nha. 285. Bất hơi. Màu hồng này. Chờ một tí em chọn mấy cái size bé nhá. Ở đây con đấy kia lại đang cất hết vào. L này. Màu đỏ có một cái chất L này. Mặc 285. Huyền Linh Phạm. Huyền Linh Phan chốt 285 này. Thì như có hai cái, có hai người chốt mà đây có hai cái không giống nhau. Bằng sai luôn. Huyền Linh Phan và Hường Nấm nhá, mỗi người một cái, còn hai cái. Hường Linh Phan và Hường Nấm luôn. Chờ tôi tí đây, chờ em tí em ra luôn này. Ôi có một con hồ rêu. Hàng đẹp luôn nhá. Đây rồi. Con màu rêu hàng siêu phẩm. Hàng ngọc trai ấy. Sao mình chưa đi bồi móc ấy nhỉ? Màu đen tiếp, à màu tím ấy. Thì như con này dáng váy. Đây có một con dáng váy màu rêu, các chị chuẩn bị chốt mà size XL cơ. Dáng váy nhưng mà còn màu rêu size XL. Thế phải con, ôi có màu mận luôn này. Đẹp nhiều lắm rồi đây này. Chị tìm thấy rồi. Từ nhá. Đây. Nhưng mà toàn size to thôi, im xem dòng máy size gì nhá.
Con này là hàng ngọc này. Ngọc size XL. Tâm dạ ngọc trai. Cái này size XL nên sale còn 400 cho chị nào lấy nhá. 400, vừa lấy là 420 đấy, 400. Size XL. 400 size XL này. Em ơi. Thôi kệ. Em ơi kệ đi kệ. Size XL, XL, XL. Mầm non kit home chắc chắn lấy hàng nhá chị nhá. Để em chốt cho chị. Đây này, cái khuyển đẹp lắm. Cái này bình thường là bán 500 ấy. Nhưng mà cái này tay nó hơi bị sần rồi chị ạ. Đây này. Tay nó hơi bị sần một tí thôi. Tay nó hơi bị sần một tí nhưng mà không bị lộ, chả làm sao. Bởi vì chắc đây là hàng hạ giá đấy. Nếu mà chị lấy em sale chị còn 380. Sale chị còn 380 nhá, đây này. Thực ra là không nhìn rõ đâu. Không nhìn rõ đâu, chị có máy cắt lông cắt một phát là hết. Còn đâu cả thân thì rất bình thường luôn đây. Cả thân thì là dạng mịn bình thường rồi. Nó bị một tí đây, nếu mà chị lấy em sale còn 380 nhá. Nếu không lấy thì em bỏ lại thôi. Một con dạ. Mà toàn size XL. Con này đẹp lắm này. Size XL nhưng mà đẹp lắm, màu mận nhá. Chị ơi chị có lấy không ạ? Nếu không lấy thì em để em bỏ lại hả? Đâu? Cái ok đấy là cái mà chị bảo chị chắc chắn lấy mà. Ừ. Con này dạ váy này các chị này đẹp chưa? Đây. Chờ tí em một chút. Chị mầm non kít hôm ơi đâu rồi? Đi đâu không biết. Con này dáng váy nhá. Đây. Con nó có gửi đơn chị ra cho chắc để lúc ship đến. Đây nhá, này buộc này. Xinh lắm luôn, nó ghi XL chị, tầm size L thôi, đẹp lắm. Con dáng váy này nhá. Đây con này nó gần giống với con cài khuy vừa nãy mà form ngắn hơn một chút. Form ngắn hơn một chút nhá, 370.000. Xinh lắm. Nghỉ ra. Nghỉ ra. Nó bị sần một tí ở tay nhưng mà. Đây. Vừa nhở, 63 cân thoải mái. 63 cân vừa chị ơi. Chị Liên Vi nhá. Vừa. Bởi vì cái eo này tôi không mua được cân vạ đấy ra này. Tí em đi tìm cho chị nhá. Chị là size M đúng không? 365 hết rồi. Có một con rêu dáng dài này. Chị Liên Vi ơi, chị vừa nhá. Rêu dáng váy 380 nhưng mà size XL nhá. Nhưng mà size XL. XL nhá. XL nhá các chị nhá. Nhưng mà người em mặc size M chuẩn, em mặc hơi rộng một chút thôi. Bụng chị nào mà to to thì mặc XL là vừa. Mà thích thì về đi bóp một tí cũng được. Màu rêu 380. 380 nhá. Huyền Linh Phan có đơn rồi đúng không? Thêm một con XL. Chị Huyền Linh Phan có đơn rồi đấy. Nhiều lắm luôn. S này.
chờ em tí nhá, có một con hết. Nhiều lắm ở đây à em. Con này xe S nhưng mà con này xe M cũng vừa. Dáng này thì xe M cũng mặc được. Sao gì đấy, con này đẹp nhở? Con này đẹp đấy, nhìn không hiểu biết đẹp. Thích L á. Đẹp luôn. Con M đẹp đấy, đấy chị gái. Con này nhá, này form cực kỳ đẹp luôn. Form cực kỳ đẹp, mắt cái mắt nó ghi xe S. Ừ, cái vai em mặc nó hơi chật thật. Đây cái vai em mặc nó hơi đẩy vào trong này. Nhưng mà nó là form suông như này nhá. Form suông nhá, 360. Chị lấy em để 360.000 này. Xe S 10-30 đấy. Thôi chị nghỉ đi. Chị sợ chúng mày ấy, chị nghỉ đi. 350 luôn nhá, xe S này. Nguyễn Ngọc Phượng dồn đơn xe S 350. Có đơn rồi. Em nhìn thấy gì đấy? Mơ này. Ban rưỡi. Nguyễn Ngọc Phượng có đơn rồi. Màu đỏ size M này. Màu đỏ size M 350 luôn, ai lấy comment là 350 đỏ. Đỏ mờ vừa nãy có ai chốt không? À cái này là 360, quên. 360.000 nhá, em sẽ cài mọi người cái tag vào. Ba trăm rưỡi. Chị Thanh Vân ơi, con đấy chị vừa mà. Ai lấy con 350 đỏ lấy comment cho em nhá. 350 thôi. Con này là nó không có cái tác ở ngực đâu. Đỏ trơn. Nhưng mà chất đẹp lắm, dày. 350 đỏ mà dạ mịn nhá, thằng này không sợ xù. 350 đỏ này. Cái gì đấy? Nguyễn Ngọc Phượng chị xỉ hủy cả đơn không bán nữa. Em hiểu đâu, Nguyễn Ngọc Phượng không bán nữa. À nhỉ. Chị không bán nữa nhá. Heo Nguyên Văn lấy một cái size M đỏ 350 này. Mất công quá em ạ. Chị đã nói luôn rồi, ai chắc chắn chốt thì chốt. Cứ chốt tranh của người khác, bây giờ người khác không mua được hàng rồi bắt đầu lại. Chị không bán nữa nhá. Màu đỏ size M này. Con này là 390 395. Nhưng mà con này dáng dài nhá, 395. Dày lắm, size M 395 nhá. Hộp chị Hợp Nguyễn Văn là 350 rồi ạ. Chị Hợp Nguyễn Văn là 350 rồi ạ. Thôi Nguyễn Ngọc Phượng ơi, thôi chị vẫn để đơn cho em, để cho em một cái hồng chị bán lại cũng được. Nhưng mà lần sau em đừng như thế nhá, mất công lắm. Ok, Hồng Nguyễn Văn, con này size M này đẹp lắm. Đẹp lắm luôn, dày, chất dày lắm. Em này bình thường bán 5 lít nhá. Hả? Đỡ này các bạn, cái màu đỏ. Màu đỏ là 36 á, 350. Đúng không? 350 này. Mất công chứ. Đây con màu đỏ này cũng size M, chị nào mà thích form này lấy con này này.
nói mọt cả họng ra, vừa lấy bao nhiêu người chốt. Con này tay loe nhá, này tay loe. Size M. Con này màu đỏ đó. Cũng 395.000. Chị Thanh Vân ơi, để mai em tìm cho chị thôi, chứ giờ thì em chịu. Giờ không thấy con xanh nào nữa rồi. Phương ơi, Phương đứng chịu khó nhìn con. Ở kệ kia có con màu xanh rêu á. Màu xanh rêu chờ em cắt hàng mới. Hàng mới về của chị cũng có, xe mờ màu xanh. Màu xanh rêu, xe mờ không? Con này đẹp lắm này. Có thấy Nguyễn Như Quỳnh em hỏi gì á? 46 tuổi mặc cái này hơi trẻ em ạ. Cái này thanh niên thôi, đẹp lắm. Đấy, mặc sang cực kỳ luôn nhá. 395. Thôi nhảy nhá, 33 giờ. Lấy đỏ tay bo, Trinh Lê. Là 395 nhá, để số cho em size M nhá chị nhá. Nguyễn Như Quỳnh có hỏi gì đó em ơi. Em thì quay thoải mái cho các chị. Ở bên trong nó có cái rút này, bạn có thể rút cho eo bé lại hơn nhá. Quát ơi, quát hỏi gì á? Trinh Lê, Trinh Lê để số nhá. 395.000. Quát hỏi gì tình yêu ơi? Nếu mà có những form bé thì em mặc size M cũng được xe. Bất công bỏ ra đúng đấy. Hơn 60 tuổi á? Em hãy đọc comment ở quát nào. Hơn 60 gì đấy? À dạ 46 tuổi hơn 60 cân gì? Có nhưng mà dạ lông. Có hơn 46 hơn 60 nhà chị có, nhưng mà nó là dạ cổ lông. Vừa nãy có một chị lấy một con cho mẹ chồng ấy. Xe sáng là em hết rồi. Con màu mận này cũng đẹp nhưng mà xem màu form suông. Thôi nhìn đi. Mọi người hôm sau vậy, bởi vì thực ra là áo dạ cũng dày mà gộp đơn cũng không gộp nhiều nha mọi người nhá. Hẹn mọi người hôm sau, bởi vì bây giờ em cũng hết size bé rồi, chắc phải hôm sau mới khui được ra. Một sáng cũng live stream rồi á nha mọi người nhá. Cảm ơn mọi người theo dõi live stream cả buổi tối này. Các chị inbox thông tin cho bên em để sáng mai bên em có nhân viên chốt hàng cho các chị nhá. Còn tay lê, con tay lê còn không hết rồi. Trinh Lê chưa để số à? Trinh Lê, Trinh Lê chưa để số à? Mọi người ơi, mình nghỉ nhá, bởi vì là bây giờ em cũng không còn sức để bới rồi, mà muộn rồi, các bạn nhân viên không được về muộn nữa cơ. Nhá mọi người thông cảm nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream, các chị inbox thông tin cho bên em này. Rồi ok, bye mọi người nhá. Hôm sau live xe nhỏ nhiều bà Trương nha Lanh. Ok ok, chị Trương Lanh, cảm ơn chị đã theo dõi live stream cả tối nhá. Áo chị Trương Lanh nào Hồng? Quay váy lên em ú chị vào xem, thế chị luôn đẹp dã man luôn. Các chị người nhỏ nhỏ mặc váy lên bên em thì quá đẹp nhá. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người.